Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 158. Tuy tiên nguyên đan vô cùng phổ biến, nhưng lại cần dùng tới rất nhiều chủng loại tiên dược khác nhau, tính sơ sơ phải tầm 10 loại, nhiều hơn kim nguyên chân đạo đan tận 4 loại. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy điều này rất bình thường, tác dụng của tiên nguyên đan là bổ sung tiên nguyên lực, thế nên theo lý thuyết, chỉ cần là tiên dược có chứa tiên lực thì bao nhiêu cùng dùng được cả. Đan phương của kỳ quân tiên nhân chỉ dùng 10 loại tiên dược tính ra cũng không quá nhiều. Dương Bách Xuyên bắt đầu chuyển vận thanh liên tiên hỏa, tập trung luyện chế tiên dược, ngạc nhiên là tay nghề không bị thụt lùi gì mấy, cộng thêm có thanh liên tiên hỏa giúp sức nên tốc độ tinh luyện dược dịch vô cùng nhanh, tới cả Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy chấn động. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, 10 loại tiên dược đã được tinh luyện xong, hơn nữa còn vô cùng hoàn hảo. Trước giờ Dương Bách Xuyên chưa từng trải qua cảm giác tinh luyện nước thuốc nhanh tới vậy, dẫn tới trong lòng cảm thấy rất vui sướng, thoải mái. Tất cả là nhờ công lao của thanh liên tiên hỏa. Hiện tại, hắn mới thật sự cảm nhận được những lời đánh giá của chim mất dạy về thanh liên tiên hỏa trên con đường luyện chế không hề khoa trương chút nào. Tiếp đó là giai đoạn dung hợp, cũng là lúc cần dùng tới thủ quyết luyện đan của kỳ quân đan đạo, hay còn một cái tên khác là tiên quyết pháp. Mặc dù đã tự diễn tập trong đầu vô số lần, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không kiềm được mà căng thẳng. Có điều hắn chỉ thấy lạ lẫm lúc ban đầu thôi, chứ dần dà ngày càng quen tay, mọi thứ cũng tiến triển khá thuận lợi. Khuyết điểm là mỗi lần phải bắt hơn 100 tiên quyết nên dù có là Dương Bách Xuyên thì cũng cảm thấy hơi quá sức, mồ hôi tuôn ra như suối. Nhưng cuối cùng hắn cũng chống chịu được, đồng thời luyện thành công tiên quyết. Có điều đó vẫn chưa phải giai đoạn khó nhất, vì kế tiếp chính là thành đan, cần văn võ phối hợp, tức vận dụng cả thủ ấn lẫn khẩu quyết, ngoài ra còn phải chuyển đổi nhiệt độ của ngọn lửa liên tục. Nền tảng của nó là sự kết hợp, giao, hòa giữa gạch dưới M và Dương, chứ không phải trước văn sau võ, thế nên độ khó tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng là điểm đặc biệt của kỳ quân đan đạo, chỉ cần lo ra chút thôi là sẽ thất bại ngay. Tính cả thảy thì khoảng chừng 360 đạo tiên quyết, và mục tiêu cốt lõi là tôi luyện đan dược. Với những phương pháp luyện đan bình thường, ở giai đoạn thành đan cuối cùng, chỉ cần ngưng kết đan dược thành viên là xong, nhưng với kỳ quân đan đạo thì đó lại là giai đoạn quan trọng và phức tạp nhất. 360 đạo tiên quyết được chia làm 9 lần thi triển. Mỗi lần gồm 40 đạo, và cả thảy 9 lần thi triển đều chỉ có đúng một mục đích là tôi luyện đan dược. Mỗi lần tôi luyện, hắn sẽ phải phân tách tạp chất ra khỏi đan dược để loại bỏ, sau 9 lần như vậy, tạp chất bên trong sẽ hoàn toàn biến mất, nhờ đó mà chất lượng của đan dược cũng đạt tới mức tối cao. Đây là điểm đặc biệt và lợi hại của kỳ quân đan đạo. Nếu không có tiên hỏa cường đại cũng như sức mạnh thần hồn và nội lực dồi dào trong người làm điểm tựa thì khó mà làm nổi, không, nói chính xác hơn là xác suất thành công sẽ rất thấp. Bùm, mẹ kiếp, nổ đan rồi. Tức là lần luyện đan này của Dương Bách Xuyên đã thất bại. Kết quả này khiến hắn không kiềm được mà chửi thề một tiếng, nhưng cũng đây cũng là chuyện bình thường ở huyện thôi. Hắn bình tĩnh tự an ủi bản thân, thứ ta đang luyện là tiên đan, là đan phương của kỳ quân đan đạo, không hề giống với những đan phương tầm thường nên chuyện này không có gì lạ cả, không có gì lạ hết. Hắn hít sâu một hơi, bắt tay luyện chế lần hai, cũng may là vẫn còn một phần nguyên liệu tiên nguyên đan nữa. Lần đầu tiên luyện đan nên khó tránh khỏi căng thẳng, quan trọng nhất là 9 lần tôi luyện ở giai đoạn thành đan cuối cùng của kỳ quân đan đạo thật sự quá biến thái, nên có thất bại cũng dễ hiểu. Tiếp tục luyện chế thôi. Nhờ kinh nghiệm từ lần thất bại trước nên đợt này, khả năng kiểm soát của Dương Bách Xuyên lúc luyện chế đã thuần thục hơn nhiều. Giây phút hắn hoàn thành tiên thủ quyết cuối cùng, tiên thủ quyết thứ 360 cũng đã tới. Ong ong! Bên trong đan lô thái thượng vang lên tiếng và đập nhẹ nhẹ. Phù! Dương Bách Xuyên thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng thành công. Kế tiếp, hắn bất ngờ tung trưởng, mở văng nắp đan lô. Ngay giây sau, bên trong đan lô lập tức bùng nổ thứ ánh sáng trắng ngà lẫn nhũ vàng chói mắt, kèm theo đó là hương tiên đan thơm lừng thấm vào tim, vào phổi và sự dao động tiên nguyên vô cùng mạnh mẽ. Cảnh tượng tiên đan bay tán loạn như trong tưởng tượng không xảy ra, Dương Bách Xuyên khẽ thở phào, vung tay thu lấy cả thảy 9 viên. Viên tiên đan nào cũng tròn vo không tì vết. Bên ngoài được phủ một vầng sáng màu trắng ấm áp, bản thân thì gần như trong suốt, chứng tỏ trong các viên tiên đan này không lẫn chút tạp chất nào, có thể nói là đạt tới chuẩn mực cao cấp. Nhất, rõ ràng chỉ là một loại tiên nguyên đan bình thường, chỗ nào cũng có, nhưng chất lượng lại tốt nhất. Dương Bách Xuyên vô cùng hài lòng, hắn nhét một viên vào miệng, 8 viên còn lại thì cất vào bình đan dược. Sau 10 nhịp thở, Dương Bách Xuyên cong môi, để lộ ý cười nhàn nhạt, quả nhiên, kỳ quân đan đạo không tầm thường chút nào.
độ thuần khiết của tiên nguyên đan đã đạt tới trình độ không cần luyện hóa mà vẫn có thể nhanh chóng chuyển thẳng thành tiên nguyên lực trong người. Cốc cốc cốc. Dương Bách Xuyên đang tự lẩm bẩm với bản thân thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn khẽ cau mày, ngay lúc tính đi chuẩn bị để luyện chế giải độc đan thì lại bị người khác quấy rầy, thật mất hứng. Chủ nhân, giọng của Yến Xích Hà vang lên. Chuyện gì, không phải đã dặn trong lúc ta bế quan không được tới quấy rầy sao? Mặc dù cảm thấy rất khó chịu vì bị Yến Xích Hà phá đám, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn ra mở cửa cho hắn ta. Yến Xích Hà đứng ngoài cửa mà bồn chồn không yên, bởi hắn ta cũng nhận ra sự khó chịu trong giọng điệu của chủ nhân họ Dương nọ, thế nhưng hắn ta vẫn can đảm nói liền một mạch rằng, bẩm chủ nhân, ta cũng không muốn quấy việc tu luyện của ngài, nhưng hôm nay từ đâu chui ra một cô gái tự xưng là giả đại tiểu thư của tiên đan lâu hay gì đó mò tới cửa, yêu cầu chúng ta dọn ra ngoài. Ta nghe nói tiên đan lâu là một trong ba thế lực lớn ở tiên đan thành nên không dám tự tiện đưa ra quyết định, đành mạo muội tới hỏi xin ý kiến của chủ nhân, mong chủ nhân tha tội. Tiên đan lâu, giả đại tiểu thư, Dương Bách Xuyên sửng sốt, sau đó híp mắt lại. Tiên đan lâu à, thế lực Dương Bách Xuyên đồng ý với kỳ quân tiên nhân sẽ phá hủy, hắn còn chưa đi tìm, người ta đã tìm đến tận cửa rồi. Quan trọng là hắn đã nghe thấy bốn chữ cố đại tiểu thư. Bỗng chốc. Hắn nhớ đến nữ tử nghe nói ở chỗ ông già bán hàng lúc trước. Mặc dù lúc đó hắn không thèm nhìn vội vàng rời đi, nhưng lại nhớ rất rõ, ông già bán hàng từng nói là cố tiểu thư tiên đan lâu. Nữ tử kia cũng nói ra minh văn đạo phù, chỉ đáng tiếc nàng ta đến chậm một bước, bị hắn lấy trước rồi. Không ngờ lúc này lại trực tiếp đến tìm hắn. Bây giờ nghĩ lại lúc, tiên đan lâu là tam đại thế lực ở thành tiên đan, chắc. Thế lực còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Có thể nhanh chóng tìm thấy hắn cũng không có gì kỳ lạ. Bây giờ điều Dương Bách Xuyên lo lắng là mục đích của đối phương. Có đến 8-9 phần là nhắm vào minh văn đạo phù. Nhưng hắn không biết rốt cuộc là chuyện gì. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi, nếu người ta đã tìm đến tận cửa, vậy mặc kệ thế nào, Dương Bách Xuyên đều phải đi xem trước rồi nói sau. Hơn nữa hắn cũng muốn tìm hiểu thế lực tiên đan lâu này. Theo lời của Yến Xích Hà, cố đại tiểu thư gì kia chính là người của tiên đan lâu. Còn hắn chính là người tương lai phải phá hủy tiên đan lâu. Dương Bách Xuyên hít sâu, nói với Yến Xích Hà, đối phương có bao nhiêu người. Bẩm chủ nhân, có 3 người, cố đại tiểu thư dẫn theo 2 đại hán hình như là tùy tùng. Yến Xích Hà nói, đi xem thử, Dương Bách Xuyên nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, có nhìn ra đối phương là tu vi gì không? Yến Xích Hà nói, thuộc hạ không trông cửa, tạm thời không biết. Lúc 2 người nói chuyện đã đi đến cổng, lúc này Tuyết Hương cũng thấy không đúng, bước tới hỏi, xảy ra chuyện gì à? Không sao, xem đã rồi nói sau. Dương Bách Xuyên mỉm cười. Thấy Tuyết Hương, trong lòng hắn không khỏi sửng sốt, mặc kệ thế nào, bên cạnh hắn vẫn còn Tuyết Hương là cao thủ cấp bậc Đại La Đỉnh Phong, bình thường cũng có thể ứng phó với một số tình huống bất ngờ. Hắn không tin người của Tiên Đan lâu không kiêng dè tới mức tùy tiện ra tay giết người ở thành Tiên Đan. Nếu đúng là như vậy, thì hắn cũng không phải người dễ bắt nạt. Tiểu viện Yến Xích Hà thuê này là thuộc sản nghiệp của Tiên Minh luyện tạo, có kết giới phòng ngự, chưa nói bên ngoài có người có thể phá ra hay không, chỉ riêng danh hiệu của Tiên Minh luyện tạo đã không phải nơi người bình thường dám phá hoại. Mặc dù Tiên Đan lâu là thế lực lớn ở thành Tiên Đan, nhưng so với Tiên Minh luyện tạo thì vẫn kém hơn nhiều. Nói trắng ra, Tiên Đan lâu chỉ là thế lực một nhà, nhưng Tiên Minh luyện tạo là quái vật khổng lồ do tất cả thế lực chế luyện đạo của tiên giới tạo thành, Tiên Đan lâu không thể nào so sánh. Cho nên đến bây giờ, cố đại tiểu thư kia vẫn chỉ điên cuồng gào thét ở bên ngoài, không có hành vi phá hoại cấm chế phòng ngự của tiểu viện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa nặng nề không ngừng vang lên. Mở cửa, mở cửa, còn không mở cửa, bọn ta sẽ xông vào. Tiếng nói chói tai mang theo sự kiêu căng vang lên. Dương Bách Xuyên cau mày, nói với Yến Xích Hà, mở cửa. Vâng, chủ nhân. Yến Xích Hà lấy chìa khóa ngọc bài của tiểu viện ra vung về phía cổng, cổng lập tức mở ra. Dương Bách Xuyên dẫn đầu bước ra khỏi cổng, Tuyết Hương và Yến Xích Hà theo sát ngay sau, 3 người vừa bước ra đã thấy một nữ tử trẻ trung dẫn theo 2 đại hán đứng bên ngoài. Chào ôi, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi, tiểu soái ca, người khiến tỷ tỷ ta tìm vất vả quái. Dương Bách Xuyên vừa bước ra, nữ tử đứng cách 3 mét nói, có vẻ nghiền ngẫm. Giọng nói này chính là tiếng người đối thoại với ông già bán hàng, đòi viên đá màu xám, mặc dù Dương Bách Xuyên không nhìn thấy, nhưng lại nhớ giọng. Hắn nhìn qua, mặc kệ là nữ tử tướng mạo rất bình thường nhưng trang điểm nồng đậm yêu dị này,
hay là hai đại hán bên cạnh nàng ta, hắn đều không thể nhìn thấu tu vi. Có điều Dương Bách Xuyên không thấy kỳ lạ, muốn ẩn giấu cảnh giới tu vi để không bị người ta nhìn ra, cũng có rất nhiều công pháp có thể làm được. Đương nhiên nếu gặp cường giả có tu vi cao hơn, thì sẽ không có tác dụng. Nghe nữ tử nói chuyện, mặc dù Dương Bách Xuyên đã đoán được ý đồ nàng A tìm tới tận cửa, nhưng lúc này chỉ có thể giả ngốc, ngẩn người nói, tại hạ và cô nương chưa từng gặp mặt, không biết cô nương tìm tới là vì chuyện gì. Bớt giả bộ đi, tiểu đệ đệ đã lấy đồ cô nãi nãi coi trọng, bây giờ giao ra, cô nãi nãi sẽ mua, không chiếm lời của ngươi. Cố Liên Hoa nhất định phải có được Minh Văn Đạo Phù, lúc này cũng không màng tới thể diện gì. Nàng ta là cháu gái lâu chủ Tiên Đan lâu Gố Diệp, ngọc quý trên tay của Cố gia, nàng ta muốn đúng là không gì không có được. Đồ nàng ta coi trọng bị Dương Bách Xuyên nhanh chân đến trước lấy mất, điều này khiến trong lòng Cố Liên Hoa rất khó chịu. Tiếp theo nàng ta đã phát động người tìm kiếm Dương Bách Xuyên ở thành Tiên Đan, nhưng sau hôm đó lại chưa từng thấy Dương Bách Xuyên, Cố Liên Hoa không tin tà, thể nhất định phải tìm bằng được Minh Văn Đạo Phù lướt qua nàng ta. Theo nàng ta nghĩ thì chính là đồ của nàng ta. Chỉ là thần sai quỷ khiến trong thời gian một chén trà đã bị một tiểu tử vô danh lấy mất. Cố Liên Hoa hậm hực tìm kiếm khắp Tiên Thành, kết quả lại không ngờ sau hôm đó Dương Bách Xuyên đã trực tiếp bế quan chưa từng ra ngoài. Lúc này đã qua hơn 3 tuần, tương đương với 3 năm của tu chân giới. Cuối cùng Cố Liên Hoa sốt ruột rồi, nàng ta không muốn dùng thế lực của Tiên Đan lâu để người ta biết nàng ta đang tìm Minh Văn Đạo Phù, nhưng thời gian lâu quá, sợ đêm dài lắm mộng, nên đã dùng thế lực Tiên Đan lâu tìm kiếm. Cuối cùng đã tra được đến nơi này. Cố Liên Hoa không ngờ vì phát động thế lực Tiên Đan lâu tìm kiếm một người khắp thành, mà để lộ chuyện này, còn cả chuyện hôm đó của nàng ta và ông già bán hàng. Rất nhiều thế lực đều ưu tử vô danh mua được một viên đá rất có thể là Minh Văn Đạo Phù ở quầy hàng. Lúc này ngay cả bản thân Cố Liên Hoa cũng không biết, vì Minh Văn Đạo Phù mà cả thành Tiên Đan đều đã bắt đầu nổi sóng ngầm. Nghe đối phương nói, Dương Bách Xuyên híp mắt, cô nương nói cái gì, tại hạ nghe không hiểu. Ha ha, cô nãi nãi không vòng vo với tiểu tử ngươi, nói thật cho ngươi biết, cô nãi nãi tên là Cố Liên Hoa, là người của Tiên Đan lâu, một trong tam đại thế lực thành Tiên Đan, lại cho ngươi biết lâu chủ Tiên Đan lâu Cố Diệp là ông nội ta. 3 năm trước ngươi đã mua một viên đá kim tinh với giá 700 tiên thạch ở quầy hàng ven đường, đồng thời đã lấy một viên đá màu xám coi như quà tặng kèm. Hôm nay tìm ngươi là muốn viên đá màu xám kia trong tay ngươi, yên tâm ta không chiếm lời, cho ngươi 7.000 tiên thạch. Viên đá màu xám kia ở trong tay ngươi cũng vô dụng. Cố Liên Hoa nghĩ, hôm đó Dương Bách Xuyên chính là vô tình lấy được viên đá màu xám kia, có lẽ hoàn toàn không biết chuyện trong viên đá màu xám có Minh Văn Đạo Phù. Nghĩ lại thấy cũng đúng, cho dù là đại tiểu thư của Tiên Đan lâu như nàng ta cũng chỉ biết thông tin của Minh Văn Đạo Phù từ trong cổ tịch, nếu không căn bản sẽ không biết. Sao tiểu tử này có thể biết được? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nhìn Cố Liên Hoa nói, xin lỗi, ta thích siêu tầm kỳ thạch. Đồ vào tay sẽ không bán. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Nếu đã đến thành Tiên Đan, thì nên biết rõ Tiên Đan lâu bọn ta là thế lực thế nào. Tiểu đệ đệ, khuyên ngươi một câu, làm người phải biết điều, nếu không chết rất đáng tiếc, ngươi nói có đúng không? Cố Liên Hoa nói chuyện mang theo ý uy hiếp nồng đậm. Nếu đổi thành người khác, có lẽ lúc này cũng khuất phục rồi. Đáng tiếc lại đụng phải Dương Bách Xuyên, một người không chịu uy hiếp. Còn là một người đã định trước là phải chống đối với Tiên Đan lâu. Ha ha, đừng uy hiếp ta, Dương Bách Xuyên ta trước giờ không sợ uy hiếp. Là đồ của ta không muốn bán, ngươi có thể làm gì? Hơn nữa thật sự cho rằng tiểu gia ta không biết viên đá màu xám kia là cái gì à? Nói thật cho ngươi biết, Minh Văn Đạo Phù đã bị ta luyện hóa, ngươi nản lòng đi, mẹ nó còn uy hiếp tiểu gia, cẩn thận tiểu gia không thương hoa tiếc ngọc. Dương Bách Xuyên bị Cố Liên Hoa chọc cười. Nếu người của Tiên Đan lâu đều có đức hạnh này, vậy thì chuyện hắn đồng ý với Kỳ Quân tiên nhân phải phá hủy Tiên Đan lâu cũng không có gánh nặng gì trong lòng nữa rồi. Cố Liên Hoa bị Dương Bách Xuyên cãi thẳng lại, trong phút chốc hơi mờ mịt, rồi lại nghe Dương Bách Xuyên nhắc đến Minh Văn Đạo Phù, lúc này nàng ta mới phản ứng lại. Giờ xem ra tiểu tử này cũng không phải người tầm thường, người bình thường sẽ không biết Minh Văn Đạo Phù. Hơn nữa giọng điệu và thái độ của hắn vô cùng cứng rắn, cũng không biết có lai lịch gì. Chỉ nghe hắn tự xưng là Dương Bách Xuyên. Cố Liên Hoa không chắc, chắn, tiểu tử này có phải có liên quan tới Dương gia của Tiên Minh Luyện Tạo không? Nàng ta biết Tiên Minh Luyện Tạo có Dương gia, đó là cao tầng của Tiên Minh Luyện Tạo, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cho dù là Tiên Đan lâu bọn họ cũng phải kiêng nể 3 phần. Nhưng mà nghĩ lại, nếu thật sự là người của Dương gia Tiên Minh Luyện Tạo, thì sao có thể ở chỗ sơ sài này? Hơn nữa nếu có được Minh Văn Đạo Phù,
thì phải trở về Tiên Minh luyện tạo từ lâu rồi mới đúng, nhưng hắn lại chưa đi. Mặc kệ thế nào phải thử trước mới được, nếu không sao Cố Liên Hoa có thể cam lòng. Ngay sau đó, Cố Liên Hoa hừ nói, luyện hóa Minh Văn Đạo Phù thì sao, cô nãi nãi giết ngươi, Minh Văn Đạo Phù vẫn là của ta. A đại, A nhị, giết hắn. Cố Liên Hoa vừa vung tay đã trực tiếp để hai tùy tùng bên cạnh ra tay. Dương Bách Xuyên nghe nàng ta ra lệnh, đôi mắt chợt lóe ánh sáng lạnh. Xem ra nữ nhân này không phải người lương thiện. Mặc dù trước giờ tiểu gia đều thương hoa tiếc ngọc, nhưng đó chỉ là với người lương thiện, đối với loại nữ nhân rắn rết như ngươi thì cũng có thủ đoạn độc ác. Dương Bách Xuyên nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Lúc này, Yến Xích Hà và Tuyết Hương đều tiến lên một bước, Dương Bách Xuyên lại xua tay nói, các ngươi đừng vội, để ta thử bọn họ. Lúc nói chuyện, thân hình của Dương Bách Xuyên chợt động, biến mất không thấy đâu. Để lại Yến Xích Hà và Tuyết Hương ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không biết Dương Bách Xuyên có thể đối phó với hai đại hán bên cạnh Cố Liên Hoa không. Yến Xích Hà nhìn Tuyết Hương, nói, chủ mẫu, hai đại hán kia là tu vi gì vậy? Chủ mẫu, Tuyết Hương lần đầu nghe thấy xưng hô này, cũng không hiểu có ý gì, hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, trả lời Yến Xích Hà, nữ tử kia có tu vi kim tiên thượng phẩm, hai đại hán đều là kim tiên đại viên mãn. Ai e rằng chủ nhân không phải đối thủ rồi. Nghe Tuyết Hương nói ra cảnh giới tu vi của ba người, Yến Xích Hà lập tức cảm thấy lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Hắn ta không hiểu quá nhiều về Tuyết Hương, chỉ biết Tuyết Hương là vị nào đó xuất hiện trong hồ độc Giác Long, có thực lực tu vi cấp bậc Đại La, vẫn luôn đi. Theo Dương Bách Xuyên, từ sau khi hắn ta bái Dương Bách Xuyên là chủ nhân, cũng chỉ biết xưng hô của Tuyết Hương, gọi nàng ấy là chủ mẫu cũng không có vấn đề. Đương nhiên đây là tự Yến Xích Hà định nghĩa. Còn Tuyết Hương vừa mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không hề biết gì với những điều này nên cũng chẳng sao cả. Yến Xích Hà không nhìn thấu cảnh giới tu vi của ba người Cố Liên Hoa, nhưng hắn ta biết chắc Tuyết Hương có thể nhìn ra, nên thuận miệng hỏi một câu. Không ngờ tu vi của ba người đều vượt qua chủ nhân Dương Bách Xuyên. Đương nhiên Yến Xích Hà không lo lắng về kim tiên thượng phẩm như Cố Liên Hoa, bởi vì nàng ta còn chưa ra tay. Cho dù nàng ta ra tay thì hẳn ta tin Dương Bách Xuyên cũng có thể đối phó. Dù sao năm đó hắn ta từng chính mắt thấy Dương Bách Xuyên có thủ đoạn giết kim tiên thượng phẩm. Bây giờ chỉ lo Dương Bách Xuyên có thể đánh lại hai đại hán kim tiên đại viên mãn không thôi. Xem trước đã, ta cảm thấy hắn mạnh hơn rồi. Tuyết Hương nhìn chằm chằm trong sân nói. Nghe Tuyết Hương nói như vậy, trong lòng Yến Xích Hà cũng không khỏi thả lỏng. Hắn ta biết, hắn, mà Tuyết Hương nói chính là chủ nhân Dương Bách Xuyên. Từ lúc quen biết và đi theo Dương Bách Xuyên, Yến Xích Hà chưa từng nghe Tuyết Hương gọi Dương Bách Xuyên bằng xưng hô khác, đều gọi là ngươi hoặc hắn. Ngay sau đó, quả nhiên trong sân đã xảy ra thay đổi đột ngột vô cùng rõ ràng. Trong mắt Yến Xích Hà và Tuyết Hương, sau khi bóng dáng Dương Bách Xuyên chợt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa tự dưng đã ở phía sau hai đại hán. Hai đại hán gần như không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên. A đại, A nhị cẩn thận. Giờ phút này lại là Cố Liên Hoa kinh ngạc kêu lên. Là một kim tiên thượng phẩm, Cố Liên Hoa cảm nhận được sự khác thường của Dương Bách Xuyên. Trong cảm nhận của nàng ta, không biết Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn bí pháp gì lại bỗng dưng xuất hiện phía sau A Đại và A Nhị. Hai người kia hoàn toàn không nhận ra, Cố Liên Hoa cũng không cảm nhận được dao động năng lượng xuất hiện trên người Dương Bách Xuyên. Đây là chuyện vô cùng khủng bố. Trong mắt Cố Liên Hoa, cái Dương Bách Xuyên thi triển căn bản không phải thân pháp, không hề có quỹ tích và năng lượng nào, hoàn toàn chính là xuyên qua trong nháy mắt. Tới mức mà hai cao thủ cấp bậc kim tiên đại viên mãn như A Đại và A Nhị cũng không ai phát hiện Dương Bách Xuyên đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Cố Liên Hoa kinh ngạc nhắc nhở hai thủ hạ, nhưng lời nhắc nhở của nàng ta muộn quá rồi. Bịch bịch, ai phụt. Dương Bách Xuyên đột nhiên đánh hai quyền về phía hai đại hán A Đại và A Nhị. Trong tiếng vang nặng nề, hai đại hán kêu thảm rồi hộc máu, nháy mắt đã bị Dương Bách Xuyên đánh bay ra ngoài, rơi ở chỗ cách hơn 100 mét. Sau đó trên người bốc lên ngọn lửa màu lục, trong chớp mắt cơ thể đã tự dưng biến mất. Đây là chết rồi. Hoàn toàn người chết đạo tan, biến thành hư vô. Đây là thủ đoạn khủng bố gì? Cả người Cố Liên Hoa nổi da gà. Ngay sau đó, quanh người nàng ta lấp lóe kim quang, sắc mặt trắng bệch vận chuyển bí pháp bỏ chạy khỏi hiện trường, cũng không quay đầu nhìn. Không đi không được, thủ đoạn của Dương Bách Xuyên quá quỷ dị, có thể gọi là khủng bố. A Đại và A Nhị có tu vi cao hơn nàng ta một bậc. Kim tiên đại viên mãn cũng bị Dương Bách Xuyên xử lý trong nháy mắt, huống hồ là nàng ta. Mặc dù trong mắt nàng ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một chân tiên trung phẩm,
nhưng vừa rồi hắn ra tay với A Đại và A Nhị, nàng ta lại không nhìn rõ, động tác nhanh tới mức không thể quan sát, đúng thật là đáng sợ. Cố Liên Hoa quyết đoán, chạy ngay lập tức, không chạy nàng ta cũng khó thoát khỏi thủ đoạn vô cùng quỷ dị này của Dương Bách Xuyên. Chủ nhân, chạy rồi. Yến Xích Hà lấy lại tỉnh thần từ trong kinh ngạc, nghĩ có cần đuổi theo không? Ta biết, đừng quản nữa. Dương Bách Xuyên nhìn phương hướng Cố Liên Hoa rời đi, suy nghĩ nói. Thực ra hắn không định giết Cố Liên Hoa, có thể nói là cố ý thả nàng ta đi, hắn có dự tính của hắn. Tiên đan lâu còn tồn tại, nhất định phải phá hủy, nhưng Dương Bách Xuyên biết bây giờ hắn rất khó lay động, không thể đối đầu chính diện. Nếu như giết cháu gái của lâu chủ tiên đan lâu Cố Diệp, thì chắc chắn sẽ chọc vào tổ ong vỏ vẽ, đến lúc đó tiên đan lâu kích động, có thể sẽ phái lượng lớn cao thủ ra, như vậy hắn không thể ứng phó được. Cho nên tạm thời không thể giết Cố Liên Hoa, dù sao thả Cố Liên Hoa đi ngược lại là lựa chọn không tệ, hoặc nói sẽ là một cách nước ấm luộc ích. Vì Cố Liên Hoa bị tổn thất hai thủ hạ, cũng biết Minh Văn Đạo Phù ở trong tay hắn, chắc chắn nàng ta sẽ phái người đến đây. Nhưng người phái đến sẽ không quá nhiều, chắc cũng không phải người quá mạnh mẽ gì. Cho nên lúc này đến mấy người hắn sẽ nghĩ cách giết mấy người, trưởng thành trong giết chóc lại là chuyện tốt đối với hắn, có lợi cho tu luyện của bản thân. Hơn nữa quan trọng là giết người của tiên đan lâu, đồng nghĩa với việc bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn với kỳ quân tiên nhân. Cứ như vậy, cũng tức là đang không ngừng làm suy yếu lực lượng của tiên đan lâu. Đợi có một ngày tu vi của hắn đạt đến cấp bậc nhất định, thì sẽ là lúc quyết đấu cuối cùng với tiên đan lâu, hoàn toàn phá hủy tiên đan lâu. Có điều ngày tháng tiếp theo có thể sẽ hơi khó khăn, bọn họ không thể ở lại đây nữa. Dù sao chỗ này đã bị Cố Liên Hoa biết, người đến sau này sẽ không phải là cấp bậc kim tiên, hoặc không phải một hai người, chắc chắn sẽ có chuẩn bị trước khi đến đối phó với hắn. Nói trắng ra, sở dĩ hắn có thể nháy mắt miểu sát hai tiên nhân kim tiên đại viên mãn là dựa vào kỹ xảo và đánh bất ngờ. Cũng vì hai kim tiên đại viên mãn xem thường hắn, không đề phòng mấy. Còn hắn lại sử dụng Minh Văn Đạo Phù vừa có được, phút chốc thi triển lực không gian, không kèm theo chút dao động năng lượng nào, trực tiếp xuất hiện phía sau hai cao thủ kim tiên đại viên mãn, bất ngờ ra tay giết địch. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên hiểu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cho dù là đánh lén cũng không thể khiến hai cao thủ kim tiên đại viên mãn mất mạng, cho nên lúc hắn ra quyền đã dùng thanh liên tiên hỏa, đây mới là nguyên nhân thật sự miểu sát hai kim tiên đại viên mãn. Nói cho cùng là nhờ may mắn và đối phương khinh địch nên mới khiến hắn thành công miểu sát. Nếu đối phương có đề phòng từ trước, vậy thì cho dù hắn thúc giục lực không gian của Minh Văn Đạo Phù và thanh liên tiên hỏa cũng chưa chắc có thể lay động được bọn họ. Dù sao lực không gian vẫn có hạn chế, chỉ thi triển được trong phạm vi 10 mét, nếu vượt quá phạm vi này thì không có ý nghĩa gì. Mặc kệ là dựa vào Minh Văn Đạo Phù hay là thanh liên tiên hỏa, hắn đều phải chiến đấu gần mới có thể đạt hiệu quả. Nếu đối phương công kích hắn từ xa, đến lúc đó người chạy trốn sẽ chính là hắn. Sau lần này, Dương Bách Xuyên tin Cố Liên Hoa trở về suy nghĩ chắc chắn có thể nghĩ ra điều gì đó, vậy lần sau đến nàng ta sẽ có đề phòng. Cho nên Dương Bách Xuyên biết bọn họ phải đổi chỗ. Không thể đợi Cố Liên Hoa lại đến gây phiền phức. Hắn cần nâng cao thực lực mới có thể đối chiến. Đương nhiên hắn cũng không định rời khỏi thành tiên đan, dù sao thành tiên đan đủ rộng lớn, cả tiên sơn chính là một tòa thành chính là một tiên sơn, một thế giới. Hắn tùy tiện đổi chỗ ở, chỉ cần cẩn thận chút, thì vẫn có thể khiến Cố Liên Hoa tìm một thời gian. Thành tiên đan là sân nhà của Cố Liên Hoa, chắc chắn nàng ta có thể tìm thấy hắn, có điều cũng chẳng sao, đợi lúc tìm thấy hắn, thì chính là lúc chiến đấu chém giết lần nữa. Đến lúc đó hắn tin bản thân đã thăng cấp thực lực tu vi rồi. Dương Bách Xuyên có lòng tin này, bởi vì hắn có ba phương pháp luyện đan. Kỳ quân tiên nhân tự hào nhất, đủ cho hắn không ngừng thăng cấp thực lực tu vi. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Yến Xích Hà không khỏi lo lắng hỏi. Hắn ta biết rõ tiên đan lâu có thế lực rất mạnh ở thành tiên đan, Dương Bách Xuyên giết chết hai thủ hạ của cháu gái lâu chủ tiên đan lâu Cố Liên Hoa, chắc chắn nàng ta sẽ không chịu để yên. Đi thôi, đổi chỗ khác tiếp tục tu luyện là được, không có gì phải lo lắng, ha ha. Dương Bách Xuyên cười ha ha, vẫy gọi Tuyết Hương. Nhưng mà chủ nhân, bây giờ e rằng chúng ta không ra ngoài được. Cố Liên Hoa bỏ chạy rồi. Với thế lực của tiên đan lâu, một câu lệnh của nàng ta cũng có thể phong tỏa cổng thành bốn phía đông nam tây bắc của thành tiên đan. Trên bầu trời có đại trận cấm chế, chúng ta không ra ngoài được. Vẻ mặt Yến Xích Hà vô cùng lo lắng. Ai nói muốn rời khỏi thành tiên đan? Chủ nhân ngươi vẫn còn chuyện lớn chưa làm ở thành tiên đan, sao có thể rời đi được, chẳng qua là đổi chỗ tạm thời tránh Cố Liên Hoa thôi. Yên tâm đi,
bổn chủ nhân biết ngươi đang lo cái gì, tất cả chủ nhân ngươi tự có tính toán. Thấy dáng vẻ không thèm để ý của chủ nhân Dương Bách Xuyên, Yến Xích Hà cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi theo Dương Bách Xuyên rời khỏi đây. Có điều vừa đi được hai bước, Xích Yến Hà lại hỏi, chủ nhân, bây giờ chúng a đi đâu? Bây giờ e rằng trong thành. Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta không vào thành, vào núi, đây không phải có sẵn núi lớn à? Thành Tiên Đan không chỉ có phố phường sầm uất náo nhiệt, tất nhiên cũng có núi lớn mênh mông, đừng quên nơi này là một tiên thành, nhưng cũng là một đại thế giới tiên sơn. Vào trong núi tránh một thời gian là được, đến lúc đó ra ngoài. Dãy núi lớn của Thành Tiên Đan có mấy ai vào, bọn họ tìm kiếm chắc cũng không dễ dàng ấy. Dương Bách Xuyên vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía tiên sơn mênh. Yến Xích Hà gật đầu phụ họa, cũng đúng, ta có nghe nói ở sâu trong những dãy núi lớn của Thành Tiên Đan có vô số tiên thú mạnh mẽ, không phải cao thủ chân chính đều không dám vào núi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, rất ung dung, không hề căng thẳng như lúc trước. Đương nhiên chủ yếu là Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà nói chuyện. Tuyết Hương vốn là người rất ít nói, còn chim thần ma đã ngồi trên vai Dương Bách Xuyên ngủ từ lâu rồi. Cứ như vậy, Dương Bách Xuyên đã dẫn Yến Xích Hà, Tuyết Hương và chim thần ma tiến vào trong núi lớn. Tiểu viện bọn họ thuê vốn chính là ở dưới chân núi lớn. Giống như Dương Bách Xuyên đoán, sau khi Cố Liên Hoa trở về quả thật đã nghĩ thông một số điểm mấu chốt lúc Dương Bách Xuyên ra tay, nàng ta lập tức dẫn người quay trở lại, kết quả phát hiện cổng đại viện mở toang, vườn không nhà trống từ lâu rồi. Có điều Cố Liên Hoa tổn thất hai thủ hạ kim tiên đại viên mãn, hoặc nói là đánh mất thể diện của tiên đan lâu, nên đã làm kinh động tới cao tầng của tiên đan lâu. Sau đó, tiên đan lâu phát lệnh truy nã ba người Dương Bách Xuyên khắp thành, chiếu chân dung của ba người bọn họ ở các đường phố của thành tiên đan, bắt đầu lục soát diện rộng. Chỉ là từ lúc bắt đầu Cố Liên Hoa đã nhầm phương hướng, tưởng rằng Dương Bách Xuyên ở chỗ nào đó trong thành tiên đan, lại không biết hắn vốn chưa vào thành phố sầm uất, mà vào thẳng trong núi. Chuyện này đợi sau khi Cố Liên Hoa hoàn hồn đã trôi qua 10 năm, cũng tức là 10 ngày ở tiên giới, 10 năm ở hạ giới. Trong 10 năm, Dương Bách Xuyên không hề rảnh rỗi, tất nhiên đây là chuyện sau này. Sau khi ba người Dương Bách Xuyên tiến vào tiên sơn mênh mông, tìm một hang núi ẩn cư, chuyện cần làm đầu tiên chính là nghĩ cách thay đổi diện mạo và khí tức của Yến Xích Hà, để Yến Xích Hà xuống núi, mua tiên dược luyện chế đan kim nguyên chân đạo cho hắn. Mua sắm tiên dược cần tiên thạch. Hiện tại Dương Bách Xuyên không còn thừa nhiều, cho dù lấy cả của Yến Xích Hà cũng không đủ. Bởi vì luyện chế tiên đan kim nguyên chân đạo không phải tiên dược bình thường. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết giá cá thế nào, nhưng chắc sẽ không thấp. Cũng may bên cạnh Dương Bách Xuyên có một phú bà Tuyết Hương. Tuyết Hương sống vô số năm ở Hồ Độc Giác Long, tích lũy được vô số tiên thạch. Cho nên Dương Bách Xuyên bắt đầu nhòm ngó tài sản của Tuyết Hương. Nhưng trước đó Dương Bách Xuyên phải làm đầu đổi mặt cho Yến Xích Hà. Hắn có thần thông có thể thay đổi bề ngoài, hắn có thể truyền thụ cho Yến Xích Hà. Năm đó bí pháp thay đổi hơi thở mà sư phụ truyền thụ cho hắn là một loại cao cấp, hiện tại cũng không biết Yến Xích Hà có thể tu luyện thành công hay không. Tống cổ Yến Xích Hà đi mua sắm tiên dược, bởi vì Yến Xích Hà hiểu biết các môn đạo, hơn nữa hiện tại hắn đắc tội với Hắc Liên giả, không thích hợp lộ diện. Trong sơn động, Dương Bách Xuyên truyền thụ bí pháp thay đổi bề ngoài và khí tức cho Yến Xích Hà. Chủ nhân, hai loại bí pháp này có đáng tin cậy hay không? Có rất nhiều bí pháp thay đổi dung mạo và khí chất, nhưng đứng trước mặt cao thủ rất dễ bị nhìn. Thấu, Yến Xích Hà rất lo cho vận mệnh của mình, vừa mới đắc tội với thế lực lớn của thành tiên đan, chủ nhân lại bảo hắn ta xuống núi mua tiên dược. Đừng nói nhiều, cho người thời gian 3 ngày để tu luyện, không cần lo mấy chuyện khác, bí pháp này của ta là bí pháp số 1 số 2 trên đời, không phải bí pháp bình thường, chỉ cần không phải gặp phải cao thủ hơn ngươi 3 đại cảnh giới. Không ai có thể nhìn thấu ngươi. Đương nhiên quan trọng đừng chiến đấu với người khác, ngươi sẽ bị bại lộ hơi thở. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút là được, xuống núi mua tiên dược mà thôi, sẽ không có chuyện gì, nhanh tu luyện đi, có gì không hiểu có thể hỏi. Dương Bách Xuyên nói, gặp phải một chủ nhân như vậy, Yến Xích Hà cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn tin tưởng, vùi đầu bắt đầu tu luyện hai loại bí pháp. Dương Bách Xuyên chỉ có Yến Xích Hà 3 ngày. Nhưng trên thực tế Yến Xích Hà chỉ dùng 2 ngày đã tu luyện xong 2 loại bí pháp. Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng không quá kỳ quái, dù sao Yến Xích Hà cũng là kim tiên, học tập loại bí pháp này nhanh hơn ở tu chân giới. Khi đó hắn là người tu chân, mà hiện tại người tu luyện nó là tiên nhân tiên giới. Chủ nhân, thuộc hạ học xong. Thay đổi dung mạo cho ta xem. Sau đó Yến Xích Hà biến thành một mỹ thiếu niên. Biến lại,
Dương Bách Xuyên nhíu mày. Yến Xích Hà lại biến thành một lão nhân. Vốn dĩ tướng mạo của hắn ta là một người trung niên bình thường. Hiện tại biến thành bộ dáng mỹ thiếu niên và lão nhân, Dương Bách Xuyên nhìn không quen. Đột nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên hình ảnh Dương Bách Xuyên râu sồm, hắn nở nụ cười xấu xa, nói, suýt nữa quên mất, nếu ngươi tên là Yến Xích Hà, vậy dung mạo cũng phải xứng đôi mới được, thay đổi theo dạng này đi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên vung tay lên, ngưng tụ ra một râu sồm hung ác. Chủ nhân, cái này xấu quá, Yến Xích Hà tỏ vẻ phản đối. Nói nhảm gì thế, ta nói cho ngươi, ở trong lòng ta, hình tượng râu sồm này là tuyệt nhất, nhanh bắt đầu đi. Dương Bách Xuyên thúc giục. Dưới dâm uy của Dương Bách Xuyên, Yến Xích Hà đang phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sau đó một người râu sồm, hung ác đứng trước mặt Dương Bách Xuyên. Chủ nhân, có giống không? Yến Xích Hà cẩn thận hỏi. Sau này ăn nói to một chút, phải hung ác vào, tính cách của vị này vô cùng thô lỗ, tâm địa thiện lương, hiệp nghĩa, thử lại. Dương Bách Xuyên muốn Yến Xích Hà biến thành râu sồm chân chính. Được rồi, chủ nhân, giống không? Yến Xích Hà nói to hơn. Thô lỗ một tí, hung ác một tí. Có giống không? Làm lại, gần được rồi. Có giống không? Yến Xích Hà trừng mắt hung ác gầm lên. Đúng đúng đúng, giữ nguyên, sau này nói chuyện làm việc đều như vậy. Ha ha, Dương Bách Xuyên cười to, một râu sồm bản tiên giới xuất hiện trên tay hẳn. Mấy tiếng sau, dung mạo và khí thức của Yến Xích Hà hoàn toàn thay đổi, cống kiếm xuống núi. Đương nhiên lúc rời đi, Dương Bách Xuyên phải tốn nước bọt mới lấy được một vạn tiên thạch hạ phẩm từ chỗ của Tuyết Hương đưa cho Yến Xích Hà mua tiên dược. Điều làm Dương Bách Xuyên cảm thấy buồn bực là ở trong mắt hắn, Tuyết Hương gì cũng tốt, nhưng có một chỗ không tốt là vừa tham tiền vừa keo kiệt. Vì lấy được một vạn tiên thạch, hắn suýt nữa gọi Tuyết Hương là tổ tông. Ban đầu chỉ đưa cho Dương Bách Xuyên 100, sau một lúc phá mồm mép mới lấy được một vạn tiên thạch hạ phẩm. Chờ Yến Xích Hà đi rồi, Dương Bách Xuyên nhìn Tuyết Hương, nói, Tuyết Hương, lúc trước ngươi còn rất khẳng khái nói cho ta kim tinh thạch lớn nhất, hiện tại mượn ngươi chút tiên thạch, sao ngươi lại keo kiệt như vậy chứ? Tuyết Hương liếc nhìn Dương Bách Xuyên, hơi mỉm cười, nói, ta thích mấy thứ sáng lấp lánh, hơn nữa sau khi đến thành tiên đan, ta mới phát hiện tiên thạch có thể mua rất nhiều đồ vật, đó là tiên thạch của ta, còn lâu ta mới cho ngươi. Dương Bách Xuyên nghe vậy như bị sét đánh, ú ớ một lúc không nói lên lời. Tạo nghiệt, quả nhiên vào đời là bước vào chảo nhuộm. Nhanh như vậy ngươi đã học được mấy thứ này rồi. Dương Bách Xuyên kêu rên. Lúc trước lúc hắn mang Tuyết Hương rời đi, Tuyết Hương cầm theo nhiều bảo. Vật tiên thạch như vậy, Dương Bách Xuyên nghĩ nhà đầu này ngây thơ đơn thuần. Nhiều bảo bối như vậy ở trên người nàng, còn không phải đều là của hắn. Âm mưu vang đùng đùng, hiện tại mới phát hiện, nhà đầu này đã bắt đầu lây dính hơi thở trần tục. Đương nhiên nói đến cùng Tuyết Hương cũng là long, hẳn biết long tộc bẩm sinh thích cất chứa mấy thứ lấp lánh. Không ngờ Tuyết Hương cũng không ngoại lệ. Tiếp theo nếu hắn muốn luyện đan để tăng cường thực lực tu vi thì phải liên tục mua sắm tiên thạch, muốn lừa được tiên thạch từ trong tay nha đầu này là một nhiệm vụ nặng nề. Nhưng hôm nay mới là lần đầu thôi mà đã gian nan như vậy rồi, Dương Bách Xuyên nghĩ càng về sau càng không dễ lừa, nha đầu này ngây thơ đơn thuần bởi vì chưa vào đời, không lây dính hơi thở thế tục. Cũng không phải ngốc, lúc này mới dẫn nàng đi dạo một vòng thành tiên đan đã khôn khéo như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Không được, sau này cố gắng không cho nha đầu này tiếp xúc với bên ngoài. Phải tẩy não cho nàng mới được, bằng không lấy đâu ra tài nguyên tu luyện. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên không luyện đan, chuẩn bị tẩy não Tuyết Hương. Tuyết Hương, đến đây, chúng ta bàn chuyện nhân sinh. Ngươi muốn lừa tiên thạch của ta, Tuyết Hương lạnh nhạt nói. Đúng vậy, à không đúng không đúng, ta chỉ muốn bàn chuyện nhân sinh với ngươi. Ngươi đừng hòng lừa ta biết ngươi nghĩ gì. Tuyết Hương cảnh giác. Khổ Dương Bách Xuyên sặc nước bọt. Ngươi có thể đọc tâm. Không phải đọc tâm, là tâm hồn của ta cảm nhận được. Tuyết Hương nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi, tâm hồn cảm ứng là thần thông gì? Cũng không phải thần thông, nói đúng hơn là một loại thiên phú, mỗi một sinh linh đều có thể tu luyện được, ngươi cũng có thể thử. Tuyết Hương nói. Ta cũng có thể tu luyện được, vậy phải tu luyện thế nào? Trong vô thức, Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú với lời nói của Tuyết Hương. Hắn lại không phát hiện, ban đầu hắn muốn tẩy não nha đầu này, kết quả vô thức bị nàng rời sang hướng khác. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến tâm hồn cảm ứng. Vội hỏi, Tuyết Hương, tâm hồn cảm ứng là gì, có thể nói cụ thể chút không, nên tu luyện như thế nào? Tuyết Hương nói, thật ra chỗ tốt nhất của tu hành tâm hồn là có thể cảm ứng được nguy hiểm, cảm giác được sinh linh có ý đồ xấu với ngươi.
ngươi có thể phát hiện ra vài sinh linh nảy sinh sát ý với ngươi, đây là sát ý phát ra ngoài. Nhưng nếu sát ý trong nội tâm thì không thể phát hiện được, nếu lúc này có thần thông tâm hồn thì có thể cảm nhận được sát ý của đối phương, do đó đề phòng trước. Tu luyện đến trình độ nhất định còn có thể cảm nhận được phương hướng kẻ địch ra tay với ngươi, ngươi có thể giết ngược lại kẻ địch. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, không ngờ tâm hồn cảm ứng lại có tác dụng lớn như vậy. Tuyết Hương nói tiếp, tu luyện tâm hồn còn có thể cảm giác được một vài sự vật khó có thể phát hiện hoặc nguy hiểm khó lường, tương đương năng lực biết. Trước tương lai, nhưng ta không biết nên tu luyện kiểu gì. Khụ, không biết vậy ngươi tu luyện kiểu gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Thật ra mấy ngày nay ta mới có tâm hồn cảm ứng, chắc do sau khi rời khỏi đáy hồ, tâm trạng của ta rất tốt, đương nhiên cũng do nước sinh mệnh mà ngươi cho ta, giúp ta thăng cấp huyết mạch, cho nên ta mới có thể thiên phú tâm hồn cảm ứng này. Nhưng ký ức truyền thừa nói cho ta, mọi sinh linh đều có thể tu luyện tâm hồn cảm ứng, cho nên ngươi có thể thử. Tâm hồn cảm ứng của ta coi như thiên phú truyền thừa, không thể truyền thụ, chỉ có thể cho ngươi biết nơi tu luyện tâm hồn là trái tim, tâm hồn cảm ứng bắt đầu từ trái tim, có lẽ ngươi có thể bắt đầu từ máu. Nói xong Tuyết Hương nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt ngây thơ. Dương Bách Xuyên không còn gì để nói nửa ngày thì ra là huyết mạch truyền thừa, chỉ cho chính mình một phương hướng. Thôi, tạm thời để đấy, sau này có thời gian đi nghiên cứu. Bởi vì nơi tu luyện là trái tim, không cẩn thận sẽ chết người. Không có manh mối gì đi thí nghiệm, hắn còn chưa muốn chết. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện mình đã quên mục đích ban đầu là ẩy não Tuyết Hương, muốn lừa lấy tiên thạch từ tay nha đầu này. Hiện tại nhìn nàng chớp chớp đôi mắt to, bộ dáng ngây thơ đơn thuần, người nào đó thở dài, đành phải thôi. Nam tử hán đại trượng phu, tự nghĩ cách kiếm tiền mua tiên thạch thôi, lừa tiền của một cô nương không phải chuyện hay ho gì. Được rồi, ta đi bế quan luyện đan, người chăm sóc trứng côn bằng. Vung tay lên. Trứng côn bằng xuất hiện trong sơn động. Tuyết Hương nói. Cách một ngày sẽ phải truyền lực lượng cho trứng côn bằng, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương sẽ thay phiên nhau. Thời gian còn lại, Dương Bách Xuyên tiếp tục luyện đan chờ Yến Xích Hà chờ 3 ngày trôi qua, Dương Bách Xuyên luyện chế ra được một viên tiên đan giải độc cao cấp. Điều này làm hắn càng có tin tưởng về kỳ quân đan đạo. Nhưng 3 ngày rồi vẫn chưa thấy Yến Xích Hà về, Dương Bách Xuyên lo lắng không biết hắn ta có xảy ra chuyện gì không. Chỉ xuống núi mua sắm tiên dược thôi, đáng nhẽ phải trở lại rồi chứ. Thu hồi tiên đan giải độc, Dương Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị đi ra sơn động thăm dò tình hình. Tuyết Hương ngồi trước trứng côn bằng, đang trong trạng thái tu luyện. Dương Bách Xuyên không làm phiền nàng, vừa ra khỏi sơn động thì thấy Yến Xích Hà xuất hiện. Chủ nhân, ta về rồi. Yến Xích Hà gào thét, mặt đằng đằng sát khí, nhìn rất hung ác. Hắn ta vẫn nhớ rõ yêu cầu của Dương Bách Xuyên, phải hung ác một chút. Dọc đường đi đều luyện tập, sau đó phát hiện rất thích cách nói chuyện lớn giọng gào thét này. Đi một vòng chợ tiên dược, kiếm lời, rất nhiều người đều kính sợ trước bộ dạng của hắn ta. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng hung hãn của hắn ta, bật cười. Nói, thuận lợi không? Rất thuận lợi, mua được tiên dược mà chủ nhân muốn, tổng cộng 9.300 tiên thạch, đắt quá. Nhưng cũng may không chậm trễ chủ nhân luyện đan, thuộc hạ chạy nhiều nhà mới gom đủ số lượng. Còn có, toàn bộ thành tiên đan dán đầy hình của ba chúng ta bị tiên đan lâu truy nã toàn thành. Nếu không phải ta thay đổi dung mạo, có khi vừa xuống núi đã bị bắt lại. Hiện tại toàn thành đều biết trên tay ngài có khắc văn đạo phù, không chỉ hắc liên giả của tiên đan lâu muốn tìm người, còn có rất nhiều thế lực đang tìm người. Thuộc hạ lo lắng sớm hay muộn bọn họ sẽ rà soát núi, đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào đây? Yến Xích Hà nói to. Ngươi có thể nói nhỏ lại chút không, ta không biết. Đừng quấy rầy Tuyết Hương tu luyện, ta không lo, ngươi lo cái rắm, ra ngoài hộ pháp đi, ta phải luyện đan. Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn Yến Xích Hà, sau đó đi vào trong sơn động bắt đầu luyện đan. Chỉ có tăng lên tu vi thực lực mới có thể đi ra ngoài, không cần trốn tránh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Dương Bách Xuyên lấy tiên dược chuẩn bị luyện đan. Có kinh nghiệm luyện tiên đan giải độc, lần này làm ổn định vững chắc, thuận lợi hơn. Nhưng dù sao Kim Nguyên Chân Đạo không phải tiên đan bình thường. Hắn hoàn thành lò đầu tiên trong vòng một năm, lò thứ hai và thứ ba trong vòng năm rưỡi, quen tay hay việc. Cuối cùng cũng luyện chế thành công 3 lò kim nguyên chân đạo, mỗi lò 9 viên, để vào 3 bình. Sau đó Dương Bách Xuyên dùng viên đầu tiên. Hắn muốn biết kim nguyên chân đan có gì khác với tiên đan có được lúc ở tiên phủ Đại La. Dù sao tiên đan lúc ở tiên phủ Đại La do kỳ quân tiên nhân tự luyện chế, còn lúc này do chính hắn luyện chế. Cũng không biết công hiệu có khác nhau hay không.
nhưng dù sao Kim Nguyên Chân Đan cũng là đan dược mà Kỳ Quân Tiên Nhân vứt bỏ tính mạng để luyện chế, Dương Bách Xuyên tin tưởng dù thế nào nó cũng có hiệu quả tốt của nó. Sau khi nuốt xuống viên đầu tiên, năng lượng khổng lồ của tiên đan nổ tung trong cơ thể. Nhưng Dương Bách Xuyên lại rất vui, cảm giác năng lượng này giống với viên lần trước hắn ăn, nói cách khác phẩm chất của Kim Nguyên Chân Đan do hắn luyện chế giống với Kỳ Quân Tiên Nhân luyện chế. Năng lượng tích chứa bên trong loại đan Kim Nguyên Chân Đạo mà hắn luyện chế không khác lắm so với đan của thiên tài luyện đan Kỳ Quân Tiên Nhân, đây là điều mà Dương Bách Xuyên cảm thấy rất tự hào. Cuối cùng hắn cũng yên tâm, nhưng hấp thụ đan dược để thăng cấp cũng khiến hắn phải đau khổ. Công hiệu của Kim Nguyên Chân Đạo quá nhỏ. Hiện tại hắn đang là chân tiên trung phẩm, sau khi uống viên đầu tiên, hắn cảm thấy sức mạnh trong Càn Khôn Đạo Nguyên tăng lên không đến 20%, khi hắn vừa ra khỏi Đại La Tiên Phủ, dùng 3 viên Kim Nguyên Chân Đạo đã khiến hắn tăng từ thiên tiên sơ phẩm tới chân tiên sơ phẩm, sự khác biệt này với Dương Bách Xuyên mà nói thì có chút kém. Điều này cũng chứng minh một vấn đề, sau khi dùng một loại tiên đan nhiều lần thì công dụng sẽ giảm dần xuống, đây là điều không thể thay đổi. May mà tạm thời vẫn còn tác dụng, tăng chưa tới 20%, vậy thì tiếp tục dùng, dù sao thì hắn cũng luyện chế 3 lò, dùng tới khi không còn hiệu quả nữa thì thôi. Hắn vẫn dùng tiếp. Viên thứ 2, thứ 3, Dương Bách Xuyên một hơi uống 9 viên, tất cả đều là đan Kim Nguyên Chân Đạo. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn ầm một tiếng, cuối cùng cũng đột phá lên chân tiên thượng phẩm. Theo như ghi chép của sách Kỳ Quân Đan, bình thường thì tiên nhân ở cảnh giới chân tiên dùng 3 viên Kim Nguyên Chân Đạo sẽ đột phá lên tới Kim Tiên. Nhưng trường hợp quái thai như hắn, dùng cả lò 9 viên mới thì chân tiên trung phẩm đột phá lên chân tiên thượng phẩm, đừng nói tới Kim Tiên, ngay cả chân tiên đại viên mãn cũng chưa với được. Vẫn còn 2 bình, tổng 18 viên Kim Nguyên Chân Đạo, Dương Bách Xuyên nhìn qua, cắn răng, một hơi nuốt cả bình. Hắn không tin không lên được Kim Tiên, thật ra, Kim Tiên là cấp bậc thấp nhất mà hắn mong đợi. Ầm ầm, lúc trước uống từng viên một thì không sao, lần này một hơi nuốt 9 viên, ngay lập tức cơ thể hắn như nổ tung. Sa, điển hình của việc làm bậy không thể sống, người nào đó đã đánh giá cao năng lực chịu đựng của bản thân. Cũng giống như ăn bánh bao vậy, ăn từng cái một thì dạ dày còn có thể tiêu hóa, nhưng hiện tại hắn ăn một lúc 9 cái, dạ dày nhất thời không chịu được. Huống chỉ lúc này còn là tiên đan, loại đan mà Kỳ Quân Tiên Nhân tự hào nhất. Năng lượng của 9 viên đan dược nổ tung trong cơ thể. Hắn không thể hấp thu luyện hóa luồng sức mạnh khổng lồ này, bụng như muốn phát nổ, không nhịn được mà gầm lên. Hắn kêu gào thảm thiết quác quác, tiểu tử ngươi đang tìm đường chết à lúc này, chim thần ma đang ngồi trên vai bị tiếng gào của Dương Bách Xuyên làm cho giật mình thức giấc, nó vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tình trạng của Dương Bách Xuyên. Trên khuôn mặt hắn có những mạch máu phồng lên, trông như cơ thể sắp nổ tung. Cho dù lúc này hắn có muốn cầu cứu, bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy, bởi vì lúc tu luyện, Dương Bách Xuyên đã lập một kết giới ở sâu trong động. Bên cạnh chỉ có một chim thần ma. Nhưng chim thần ma nhìn qua, không được rồi, tên Dương Bách Xuyên đang trong tình trạng sắp treo, nó vừa liếc mắt đã nhìn thấy lọ đan dược ở trước người hắn, sao lại không biết tên tiểu tử này đã nuốt quá nhiều đan dược, bản thân không tiêu hóa được, đây không phải sẽ bị sức mạnh của đan dược phát nổ hay sao? Thấy Dương Bách Xuyên đã không khống chế được năng lượng trong cơ thể, chim thần ma cũng sốt ruột. Với nó mà nói, Dương Bách Xuyên không được chết, chết rồi thì nó sẽ gặp phiền phức lớn, nó đã giao hẹn với lão khốn kiếp Vân Thiên Tà kia, nhất định phải bảo vệ tên tiểu tử này. Nếu như Dương Bách Xuyên mà chết, đừng nói lấy lại được đồ trong tay Vân Thiên Tà, không chừng còn bị lão ta giết chết. Đồ yếu gà, tên khốn kiếp nhà ngươi nữa, tự ngươi đi tìm đường chết còn liên lụy tới lão tử chịu tội cùng ngươi, tên gà này, Chim thần ma không ngừng nguyền rủa Dương Bách Xuyên. Nó vẫy cánh bay lên rồi mổ lên giữa trán Dương Bách Xuyên. Miệng chim thần ma phun ra một giọt máu màu vàng, chảy vào mi tâm Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, giữa trán hắn sáng lên, ong một tiếng, hiện lên một con chim ba chân, toàn thân kim quang sáng chói, giống như là đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng. Cánh chim to lớn bao trọn Dương Bách Xuyên, hóa thành một cái kén. Ánh sáng vàng lấp lánh, từ bên ngoài có thể nhìn thấy những minh văn đang di chuyển. Lúc này, chim thần ma rầm một tiếng rơi xuống đất, cơ thể trở nên ủ rũ. Nó nằm trên mặt đất, mắt dần nhắm lại, miệng vẫn không ngừng chửi rủa, cái tên siêu yếu gà kia, máu bổn mệnh của lão tử, muốn mạng của ta rồi. Tiếng nói cũng dần nhỏ lại. Có thể thấy lần này chim thần ma đã hy sinh rất lớn. Còn Dương Bách Xuyên đâu? Sau khi uống một lúc hết 9 viên Kim Nguyên Chân Đan, bị năng lượng của cả 9 viên phát nổ cùng lúc, Càn Khôn Đạo Nguyên kêu răng rắc, hoàn toàn mất đi khống chế.
cho dù hắn vận công như thế nào thì cũng không thể hấp thụ kịp được năng lực bộc phát, kinh mạch và huyết quản đều bị cắt đứt. Trong lòng chua xót bản thân quá tham lam, sớm biết thế thì dùng từng viên rồi luyện hóa có phải tốt không, lần này thì hay rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng, cơ thể sắp bị năng lượng của 9 viên đan dược nổ chết. Sắp toi đời rồi. Đang âm thầm kêu khổ thì nghe thấy chim thần ma đang mắng hẳn. Lúc này hắn đâu còn thời gian mà để ý tới con hàng này. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi hắn nghĩ bản thân sắp xong đời, cơ thể tràn đầy tia máu, thất khiếu cũng đang rỉ máu, hai mắt cũng mở đi, hắn thấy chim thần ma bay tới rồi mổ lên trán hắn. Sau đó hắn chẳng làm được gì nữa, mặc cho chim thần ma mổ. Dương Bách Xuyên cảm nhận được mi tâm đột nhiên truyền vào một cỗ lực lượng nóng rực, sau đó đi khắp cơ thể hắn. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ muốn chửi chim thần ma, nó đang bỏ đá xuống giếng, cơ thể tiểu gia sắp bị năng lượng nổ tung rồi nó còn đưa năng lượng còn mạnh hơn vào trong cơ thể hắn. Không phải chỉ vặt sạch lông chim, mắng ngươi có vài câu thôi sao? Nó muốn hắn chết như vậy, trong lòng đang chửi chim thần ma thì phát hiện ra chỗ không đúng. Lực lượng từ mi tâm không làm tăng tốc độ phát nổ của cơ thể như hắn tưởng tượng, ngược lại sau khi tiến vào cơ thể lại bắt đầu trấn áp năng lượng của kim nguyên chân đạo. Là áp đảo hoàn toàn. Hơn nữa kỳ lạ là, Dương Bách Xuyên phát hiện cỗ lực lượng nóng rực mà chim thần ma đưa vào không làm hại tới cơ thể hắn. Năng lượng này đang giúp hắn, mặc dù nóng như lửa nhưng không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Trong chốc lát, nó hòa vào các mạch máu bị đứt khắp cơ thể, rồi chảy về tim. Lúc này, tình thế trong cơ thể đã được khống chế, Dương Bách Xuyên nhanh chóng vận công càn khôn sáng tạo quyết, bắt đầu hấp thu và luyện hóa. Cùng lúc hắn cũng nghe được tiếng chửi mắng yếu ớt của chim thần ma, lúc này mới biết hóa ra con hàng này đang giúp hắn, hơn nữa năng lượng mà nó đưa vào trong cơ thể hẳn chính là máu bổn mạng. Mặc dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng Dương Bách Xuyên cũng không kịp hỏi chim thần ma, bởi vì tình huống bên trong cơ thể hắn chỉ là tạm thời chuyển biến tốt mà thôi, hắn phải nắm bắt cơ hội, hấp thu luyện hóa sạch năng lượng của tiên đan. Ngoài ra lực lượng nóng rực được chim thần ma đưa vào trong cơ thể cũng rất khủng bố, mặc dù đã dung hợp vào máu, thậm chí là tiến vào tận tim nhưng năng lượng đó vẫn còn trong cơ thể, nếu không luyện hóa thì cũng sẽ nguy hiểm, chỉ có luyện hóa biến thành năng lượng của chính bản thân thì mới xem như an toàn. Sau khi năng lượng trong cơ thể không còn tiện xé rách, Dương Bách Xuyên vận công càn khôn tạo hóa quyết lại có hiệu quả. Kinh mạch và huyết quản bị đứt cũng bắt đầu khôi phục, càn khôn đạo. Nguyên cũng dần chuyển biến tốt, cuối cùng tất cả cũng trở về quỹ đạo. Thời gian trôi qua trong im hơi lặng tiếng, Dương Bách Xuyên quên tất cả, toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện. Trong lúc đó trong cơ thể hắn nổ vang 5 lần. Lần thứ nhất là hắn cuối cùng cũng bước vào chân tiên đại viên mãn. Lần thứ hai là đột phá, bước vào kim tiên sơ phẩm. Sau lần nổ vang thứ năm, Dương Bách Xuyên tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Bởi vì tất cả lực lượng trong cơ thể đều bị hắn luyện hóa hấp thu. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới cấp độ kim tiên đại viên mãn. Đương nhiên lúc này hắn vẫn chưa biết bản thân đã tu luyện tới kim tiên đại viên mãn. Sau khi tỉnh lại, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng lên. Cái này, Dương Bách Xuyên mở to hai mắt, lúc này hắn mới phát hiện. Mình đã là kim tiên đại viên mãn. Chẳng khác nào là liên tiếp nhảy năm tiểu cảnh giới, từ chân tiên thượng phẩm trực tiếp lên kim tiên đại viên mãn. Đây mẹ nó là ảo giác sao? Một lần tu luyện suýt chút nữa đã bị nổ tung cơ thể, bây giờ lại nhảy thẳng đến kim tiên đại viên mãn. Lờ mờ vượt qua năm cảnh giới nhỏ như vậy. Dương Bách Xuyên nhìn bên trong một lúc lâu, cuối cùng cũng chắc chắn đây không phải là giấc mơ, hiện tại tu vi của ha chính là kim tiên đại viên mãn. Kim tiên đấy. Lại còn là đại viên mãn, tiến thêm một bước nữa thôi thì hắn sẽ là đại la thượng tiên rồi. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy như đang ở trong mơ. Mới vừa rồi, trong cơ thể hắn còn đang hỗn loạn, nổ tung do một lần nuốt 9 viên kim nguyên chân đạo. Vậy mà lúc này hắn đã ở cảnh giới cao nhất của kim tiên. Có câu nói đời như một giấc mơ. Suy nghĩ kỹ, Dương Bách Xuyên dần dần tỉnh táo lại, mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Hắn biết nếu chỉ riêng uy lực của 9 viên kim nguyên chân đạo đan thì cũng không mạnh được đến thế. Bởi vì số lượng kim nguyên chân đạo mà hắn dùng lần đầu tiên cũng là 9 viên, nhưng hắn chỉ từ một chân tiên trung phẩm lên chân tiên thượng phẩm. Lần thứ hai dùng là nuốt một lúc 9 viên, suýt chút nữa đã nổ tung cơ thể, cho dù hắn luyện hóa hoàn bộ năng lượng của lần uống thứ hai thì từ chân tiên thượng phẩm lên đại viên mãn đã khó, bởi vì công hiệu sẽ ngày càng giảm, không thể nào lên được cảnh giới kim tiên. Thế nên lý do duy nhất chính là chim thần ma. Khi cơ thể sắp nổ tung, hắn nhớ giữa lông mày của mình bị mổ, sau đó một luồng sức mạnh nóng rực tiến vào trong cơ thể, hắn biết đó chính là máu.
máu màu vàng, hắn cũng nhớ con chim trụi lông kia mắng cái gì mà máu bổn mạng, có vẻ như rất đau đớn. Hiện tại xem ra hắn lên được cảnh giới kim tiên đại viên mãn chắc chắn là công lao của giọt máu kia. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng bình thường trở lại, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp chim thần ma, một giọt máu nhỏ xuống của nó đã có thể khiến cây khô tràn đầy sức sống, rất kỳ thần kỳ. Nhưng giọt máu lần đó có màu đỏ, hẳn là máu bình thường mà thôi. Còn máu lần này chim thần ma cho hắn có màu vàng, hơn nữa còn là máu bổn mạng. Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt. Một giọt máu đỏ thông thường đã có thể tái sinh cây khô, huống chỉ là máu vàng bổn mạng. Máu của chim thần ma đã cứu hắn một mạng, đồng thời cũng khiến tu vi hắn từ chân tiên thượng phẩm tiến vào kim tiên đại viên mãn, nhảy thẳng năm cảnh giới nhỏ, cuối cùng hắn cũng hiểu. Hiện tại điều mà Dương Bách Xuyên tò mò là, rốt cuộc chim thần ma này là gì? Một giọt máu bình thường đã giúp cây khô sống lại, máu bổn mạng cứu hắn đang trên bờ vực nổ tung cơ thể, tu vi còn tăng mạnh, đạt tới kim tiên đại viên mãn, với Dương Bách Xuyên thì điều này có thể nói là kỳ tích. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc con hàng này có lai lịch gì? Lẽ nào nó thật sự là chim thần ma đệ nhất tam giới? Trước kia Dương Bách Xuyên luôn chế nhạo câu tự xưng này của chim thần ma, nhưng bây giờ trong lòng hắn lại mơ hồ tin tưởng. Nếu không có chim thần ma thì hắn đâu thể một lần nhảy tới kim tiên đại viên mãn. Thế nào là thần ma? Dương Bách Xuyên không biết rõ, thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn biết con hàng này chắc chắn không phải loại chim thông thường. Nghĩ tới đây hắn mới nhớ đến, sau khi chim thần ma cho hắn một giọt máu bổn mạng, trong lúc chửi mắng hình như cơ thể nó rất yếu, không biết bây giờ nó đi đâu rồi. Đối với công thần cứu mạng bản thân, trong lòng hắn đã có sự thay đổi tốt đẹp. Qua đen, vừa hô vừa nhìn xung quanh, Dương Bách Xuyên giật mình, hắn thấy chim thần ma đang nằm cứng đơ cách đó không xa. Đầu tiên là căng thẳng, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm mới nhìn qua, hắn đã nghĩ con hàng này không phải chết thật rồi đấy chứ. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy trên người con chim có ánh sáng mờ nhạt, nghĩa là nó chưa chết, có lẽ chỉ tiến vào trạng thái hôn mê. Dù sao thì bỏ ra một giọt máu bổn mạng, cũng xem như là đổ nhiều máu. Máu bổn mạng của chim thần ma không đơn giản. Nhìn qua có lẽ nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Dương Bách Xuyên không dám làm phiền nhưng hắn thu nó vào trong không gian càn khôn, không biết lúc nào chim thần ma mới tỉnh lại. Sau đó Dương Bách Xuyên cũng không sốt ruột đi ra ngoài mà ngồi xếp bằng. Xuống, hắn cần phải kiểm tra thân thể. Cảnh giới tu vi đã tăng, hiện tại hắn chính là kim tiên đại viên mãn. Quan trọng là hắn cảm thấy trái tim mình có gì đó không đúng lắm, chuyện này nhất định có liên quan rất lớn tới máu bổn mạng của chim thần ma. Đương nhiên hắn không lo lắng sẽ có hại, nếu như chim thần ma đã cứu hắn thì sẽ không hại hắn. Hắn nhận ra bên trong cơ thể mình có gì đó không đúng, hoặc nói đúng hơn là nơi trái tim hơi khác lạ. Dù sao thì hắn cũng đã hấp thụ máu của chim thần ma. Điều hắn quan tâm là, nó sẽ mang lại cho hắn điều gì. Sau khi nhìn vào bên trong, Dương Bách Xuyên thấy trái tim của mình không có gì khác biệt, vẫn như thường lệ. Chỉ là máu lưu thông nhanh hơn bình thường, đây là chuyện tốt. Trừ cái đó ra thì hình như cũng không có gì thay đổi. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy trái tim của hắn không giống như trước. Không nhìn ra được nhưng lại cảm nhận được. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như trái tim hắn có thêm một con mắt. Hắn tương đối nhạy cảm những thứ mà mình để ý tới. Không nhìn được nhưng trong lòng lại biết. Giống như một dự báo. Đợi đã. Cảm giác dự đoán. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Dương Bách Xuyên. Đột nhiên nhớ tới lần trước nói chuyện với Tuyết Hương. Tuyết Hương đã từng nói với hắn về năng lực cảm nhận. Hình như nhắc tới có tâm hồn cảm ứng, giống như một năng lực dự báo. Lúc nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên đột nhiên kích động, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Chẳng trách trong lòng hắn lại nảy sinh ra loại suy nghĩ này. Đây chính là dự cảm. Cảm giác như trái tim hắn có thêm một con mắt. Lẽ nào là tâm khiếu mà Tuyết Hương nhắc tới? Hiện tại cơ thể hắn đã mở ra tâm khiếu. Ngay ở trái tim. Không nhìn thấy nhưng lại biết tới nó. Tuyết Hương nói muốn mở tâm khiếu thì phải bắt đầu từ trái tim. Theo như cách nói của Tuyết Hương thì tâm khiếu của mỗi người khác nhau, trên lý thuyết thì bất cứ ai tu luyện đều có thể mở tâm khiếu của mình, nhưng mở thế nào, tu luyện làm sao hoặc cách sử dụng thì nàng ấy không biết. Bởi vì tâm khiếu của nàng là truyền thừa huyết mạch, căn bản không thể truyền thụ cho Dương Bách Xuyên. Tuyết Hương bảo Dương Bách Xuyên tự cảm ngộ. Nhưng Dương Bách Xuyên đâu biết làm sao để cảm ngộ tâm khiếu. Lúc đó không để ý lắm, chỉ ghi nhớ trong lòng. Lần này thì Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ, hắn cảm giác dường như trong trái tim mình đang mọc ra một con mắt, đây chính là tâm khiếu mà Tuyết Hương đã nói.
mà tâm khiếu của hắn từ đâu tới. Hiện tại đã vô cùng rõ ràng. 8 tới 9 phần là liên quan tới giọt máu bổn mạng mà chim thần ma cho hắn. Bởi vì lúc trước khi tu luyện, hắn cảm giác năng lượng hoặc nói đúng hơn là máu bổn mạng mà chim thần ma cho hắn tiến vào trong mạch máu, cuối cùng chảy về tim. Thế nên Dương Bách Xuyên cho rằng, hiện tại hắn cảm giác được trái tim đang xuất hiện một con mắt, có năng lực dự cảm, hơn nữa không phải là ảo. Giác mà là mở ra tâm khiếu. Sau khi nghĩ như vậy, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng bình thường trở lại. Nhưng rồi trong lòng lại cảm thấy vui sướng. Hắn đã có một cái nhìn khác về chim thần ma, đương nhiên hiện tại chim thần ma đã hôn mê, đợi nó tỉnh dậy hắn sẽ hỏi. Trong lòng đã ghi cho chim thần ma một công trạng lớn. Sau này sẽ bồi thường cho nó thật tốt, nếu chim thần ma thích ăn đan dược, vậy thì mỗi ngày hẳn sẽ luyện chế tiên đan cho nó ăn. Nghĩ tới tiên đan, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thế sau này dùng đan dược sẽ không bao giờ tham lam, làm liều như thế nữa. Lần này, nếu không có chim thần ma ở bên cạnh, sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn biết hiện tại có dùng đan kim nguyên chân đạo cũng không còn tác dụng, tiếp theo hắn phải luyện chế ra đan kim nguyên đại la. Đợi tu luyện thêm một thời gian thì hắn sẽ tự mình xuống núi. Phải luyện chế tiên đan kim nguyên đại la cao cấp hơn thì tiên dược cần dùng càng nhiều hơn, Dương Bách Xuyên biết nếu chỉ dựa vào mình Yến Xích Hà thì sẽ không kiếm đủ. Hơn nữa cũng cần thêm rất nhiều tiên thạch. Tạm thời hắn chưa cần tới tiên thạch của Tuyết Hương. Dù sao hắn cũng là một đại nam nhân, lấy tiên thạch của một tiểu cô nương thì hắn sẽ có cảm giác như đi ăn bám, thế nên hắn phải nghĩ cách kiếm tiên thạch mới được. Thật ra trong lòng hắn đã nghĩ ra cách kiếm tiên thạch. Hiện tại hắn phải xuất quan, đi xác minh lại có phải mình đã thật sự mở ra tâm khiếu hay không. Dù sao thì cảm giác trái tim mọc thêm một con mắt rất chân thật, hắn đi tìm Tuyết Hương xác thực là rõ ngay. Dương Bách Xuyên hủy bỏ kết giới trận pháp, ra khỏi khu vực sâu trong sơn động. Sau khi ra ngoài, hắn không thấy Tuyết Hương đâu, nhưng chứng côn bằng vẫn ở đó. Yến Xích Hà, Tuyết Hương. Dương Bách Xuyên biết hẳn là bọn họ ở ngoài sơn động, sẽ không đi xa. Tuyết Hương tuyệt đối sẽ không rời chứng côn bằng lâu. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Hích, ôi chao, chủ nhân, ngài, tiến vào cảnh rốt kim tiên đại viên mấn rồi ư. Yến Xích Hà nói đến cuối câu, trong mắt như sắp lọt ra ngoài, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hiện tại cách lúc Dương Bách Xuyên bế quan đã 500 năm, 500 năm không đáng kể đối với tiên nhân nhưng cũng không quá ngắn. Trong khoảng thời gian này Yến Xích Hà cũng cố gắng tu luyện song cảnh giới tu vi vẫn dậm chân ở kim tiên sơ phẩm, gặp phải bình cảnh vẫn chưa đột phá. Vậy mà không ngờ chủ nhân Dương Bách Xuyên đã bước chân vào cảnh giới kim tiên đại viên mãn. Phải biết rằng lúc bế quan Dương Bách Xuyên mới chỉ là cảnh giới chân tiên trung phẩm. Có nghĩa là trong 500 năm, Dương Bách Xuyên đã đột phá 6 cảnh giới tu luyện, leo thẳng lên cảnh giới kim tiên đại viên mãn, tiến thêm một bước nữa là cảnh giới đại la. Tiên nhân tu luyện bước vào cảnh giới đại la mới tính là chính thức đăng đường nhập thất. Mà hiện tại chủ nhân chỉ còn cách đại la một bước. Kim tiên đại viên mãn, tăng liền 6 cảnh giới tu luyện, thời gian 500 năm, đây là tốc độ tu luyện cỡ nào chứ? Yến Xích Hà đã tu luyện suốt mấy nghìn năm, phóng mắt nhìn khắp tiên giới cũng chưa từng nghe nói có ai vượt 6 cảnh giới nhỏ trong vòng 500 năm. Chủ nhân là yêu nghiệt. Yến Xích Hà vừa hét to vừa đi tới, trợn to mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Vẻ mặt không tài nào tin nổi. Tuyết Hương đi sau hắn. Quả nhiên hai người không đi xa. Dương Bách Xuyên mỉm cười, xem như ta may mắn bước vào kim tiên. Có điều ý ngươi là lần này ta tu luyện rất lâu sao? Yến Xích Hà từ từ bình tĩnh lại, đè nén nỗi chấn động trong lòng, lên tiếng trả lời, hít. Chủ nhân, lần này ngài tu luyện hơi lâu, đã qua 500 năm rồi. Hiện giờ Yến Xích Hà nói chuyện càng ngày càng hung hăng lớn tiếng. Càng ngày càng giống nam tử râu quai nón kia trong đầu Dương Bách Xuyên. Nghe hắn ta nói chuyện và nhìn bộ râu quai nón phủ kín mặt, tên họ Dương nào đó hay đùa dai đang cân nhắc xem sau này có cần xây một lăng miếu cho. Tên này hay không? Khi nghe Yến Xích Hà nói đã 500 năm trôi qua, Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc. Trong cảm nhận của hắn thì hắn chỉ tu luyện một lát thôi, thời gian không dài. Dương Bách Xuyên ngơ ngác hỏi, là 500 năm nhỏ hay 500 năm lớn? Sau khi đến tiên giới, Dương Bách Xuyên vẫn chưa quen, nhưng cũng biết có phân chia lớn nhỏ. 500 năm nhỏ là thời gian ở hạ giới, 500 năm lớn là thời gian ở tiên giới, giữa hai đơn vị này có sự khác biệt rất lớn, một ngày ở tiên giới bằng một năm ở hạ giới. 500 năm nhỏ, nếu là 500 năm lớn thì không phải nghịch thiên. Ta và Tuyết Hương chủ mẫu chán sắp chết rồi, Yến Xích Hà than phiền. Đối với người tu luyện mà nói, thời gian tu luyện không đáng giá.
Trước đây ở tu chân giới, mỗi lần bế quan có thể kéo dài tới hơn 100 năm, bây giờ ở tiên giới lại càng như vậy. Thời gian 500 năm nghe thì có vẻ dài, nhưng thật ra Dương Bách Xuyên không có cảm giác gì cả. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lát rồi nói, 500 năm nhỏ cũng khá lâu, chắc là Giả Liên Hoa cũng thả lỏng cảnh giác với chúng ta rồi. Vậy đi, chúng ta xuống núi, vừa hay ta có việc cần làm. Vâng, bây giờ đi luôn. Yến Xích Hà có vẻ rất tích cực, tròn 500 năm không xuống núi, cho dù là tiên nhân cũng thấy chán. Không vội một chốc một lát, Dương Bách Xuyên mỉm cười, sau đó nhìn Tuyết Hương và nói, Tuyết Hương, hình như ta mở tâm khiếu rồi, nhưng không chắc chắn. Ngươi xem giúp ta cho chắc đi. Không cần xem, muốn biết có đúng là cảm ứng tâm khiếu hay không thì chiến đấu là thấy rõ nhất. Nếu đã mở tâm khiếu, trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí ra tay của đối phương, ngươi có thể thử xem. Tuyết Hương đưa ra đáp án đơn giản và rõ ràng nhất. Mặc dù nàng ấy không nói, nhưng khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hai mắt cũng sáng lấp lánh, cũng rất kinh ngạc trước tốc độ tu luyện của hắn. Cũng đúng, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu rồi nói với Yến Xích Hà, người ra ngoài dùng phương thức đánh lén tấn công ta thử xem. Thích, chủ nhân, ta có thể hỏi tâm khiếu là gì không? Ngài và chủ mẫu nói gì thế? Yến Xích Hà ngơ ngác hỏi, hắn không biết gì về tâm khiếu. Đương nhiên đây cũng là chuyện bình thường, tâm khiếu là một loại thần thông thiên phú tu luyện, có rất ít người xuất hiện tâm khiếu. Hơn nữa đây là một loại thần thông bên trong cơ thể, có thể làm sát chiêu, cho dù đã mở tâm khiếu cũng không nói cho người khác. Dương Bách Xuyên nói, tâm khiếu là một loại thần thông thiên phú tu luyện, sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết, chứ hiện tại chủ nhân của ngươi cũng mông lung, vẫn chưa biết có phải mình đã mở tâm khiếu hay không. Về chuyện Yến Xích Hà gọi Tuyết Hương là chủ mẫu, Dương Bách Xuyên cũng chỉ cười thầm chứ không để ý. Hình như Tuyết Hương không có nhận thức gì về cách gọi chủ mẫu này. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Dương Bách Xuyên nói, tất nhiên trước khi đi, hắn đã vung tay thu chứng côn bằng vào không gian bình càn khôn. Sau đó ba người ra khỏi sơn động. Đã quyết định rời đi thì phải mang theo. Chứng côn bằng, không thể để lại thứ quan trọng như vậy trong sơn động được. Bên ngoài sơn động, Yến Xích Hà đã tiến vào rừng rậm chọc trời, còn Dương Bách Xuyên thì lững lững bước đi. Hắn cần Yến Xích Hà mai phục trước rồi đánh lén hắn, như vậy hắn mới biết được có phải mình đã mở tâm khiếu hay không. Nếu đúng thì hắn có thể cảm nhận được đòn đánh lén của Yến Xích Hà. Sau khi tiến vào rừng rậm, Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại, đồng thời phong bế 6 giác quan, không nhìn không nghe, hắn phải tập trung cảm ứng sự tồn tại của Yến Xích Hà. Trong tình huống phong bế 6 giác quan, nếu hắn có thể tập trung cảm ứng được Yến Xích Hà thì chứng tỏ hắn thật sự đã mở tâm khiếu. Sau khi Dương Bách Xuyên phong bế tất cả giác quan, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác, dường như cả thế giới không còn bất kỳ âm thanh nào, chìm vào trong bóng tối vô tận. Bốn bề tĩnh lặng. Lúc này, hắn từng bước đi sâu vào trong rừng, chờ đợi đòn đánh lén của Yến Xích Hà, hay nói chính xác hơn là đang tập trung cảm nhận sự tồn tại của Yến Xích Hà. Trong trạng thái tăm tối tĩnh lặng này, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh trái tim mình bắt đầu đập. Thịch, thịch thịch, thịch thịch. Tim hắn đập đều đặn, nhịp nhàng, mạnh mẽ. Đột nhiên tim đập nhanh hơn. Tiếp đó, dường như Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đốm trắng xuất hiện trong bóng tối, đang nhanh chóng lao tới từ bên trái hắn. Vẫn không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng tim đập và đốm trắng đang di chuyển nhanh chóng đến gần mình. Bao gồm cả đốm trắng đang di chuyển kia cũng không phát ra âm thanh. Thế nhưng lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng mừng rỡ. Mặc dù hắn nhắm mắt và phóng bế tất cả giác quan bên ngoài, nhưng hắn biết đúng là tâm khiếu đã mở. Thế giới tăm tối mà hắn nhìn thấy chính là cảm giác trong tim có mắt, đây là thiên phú cảm ứng tâm khiếu. Một giây sau, đốm sáng đến bên cạnh hắn. Dương Bách Xuyên đã biết trước là đối phương sẽ ra tay ở bên trái, lập tức tung ra một trường. Ối, Yến Xích Hà kêu gào thảm thiết, bay văng ra ngoài. Rắc, Yến Xích Hà bị Dương Bách Xuyên đánh trúng, văng xa hơn 100 mét, đụng gãy một cây đại thụ. Vốn dĩ hắn ta nghĩ rằng mình đã chuẩn bị trạng thái tốt nhất để đánh lén Dương Bách Xuyên, dứt khoát đến gần Dương Bách Xuyên trong phạm vi 2 mét rồi vung tay tấn công, như vậy là có thể đánh lén thành công. Ai dè chủ nhân Dương Bách Xuyên lại như biết trước phương hướng mình tấn công, trở tay tung một chưởng vào ngực, đánh bay hắn ta. Điều này làm cho Yến Xích Hà vô cùng dầu dĩ, bởi vì hắn ta biết rõ chủ nhân Dương Bách Xuyên đã phong bế toàn bộ 6 giác quan, trong tình huống này, cho dù tu vi của hắn ta không bằng chủ nhân thì cũng có thể đánh lén thành công. Nào ngờ kết quả hoàn toàn khác, người ta đã biết trước phương hướng hắn ta đánh lén, hơn nữa còn ung dung đánh trả. Tạm thời không nói đến nỗi u sầu của Yến Xích Hà. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã xác định được mình thật sự đã mở tâm khiếu,
đã có năng lực cảm chi huyền diệu có thể biết trước nguy hiểm mà Tuyết Hương nói. Sau khi hắn đánh một chưởng vào người đốm trắng kia, xúc cảm truyền tới là cơ thể rắn chắc, hắn biết đó chắc chắn là Yến Xích Hà. Quả thật tâm khiếu đã mở, Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng, nhưng hắn chưa kịp vui vẻ, ngay sau đó tim hắn lại đập dồn dập, có nguy hiểm xuất hiện phía sau. Cảm giác nguy hiểm lần này rất mãnh liệt và rõ ràng, khiến mặt tên họ Dương nào đó biến sắc. Mặc dù Dương Bách Xuyên nhắm mắt, nhưng có thể khẳng định nguy hiểm xuất hiện lần này chắc chắn không phải là Yến Xích Hà. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một bóng trắng khác di chuyển trong bóng tối, tiến thẳng đến phía sau hắn. Tốc độ rất nhanh, tim đập dữ dội hơn, khí thức nguy hiểm rất nồng đậm. Tuy Dương Bách Xuyên cảm chi được đốm sáng sẽ đánh lén sau lưng mình, nhưng không dám cứng rắn đối đầu. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, hai chân di chuyển. Mặt đất rung chuyển. Dương Bách Xuyên biết mình đã tránh thoát. Sau đó hắn nhíu mày, trở tay vung quyền đánh đối phương. Nhưng lần này lại đánh hụt. Đối phương đã tránh thoát. Hơn nữa cảm chi của hắn đã biến mất. Hắn cảm nhận thấy nhịp tim trở lại bình thường, khí tức nguy hiểm vừa nãy cũng biến mất. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên hiểu ra, chắc là Tuyết Hương. Hắn mở mắt ra, giải trừ phong bế sáu giác quan. Quả nhiên hắn trông hắn Tuyết Hương mỉm cười đứng trên một cây đại thụ cách hắn 100 mét. Yến Xích Hà ở một bên khác, mặt mày u oán, dựa vào gốc cây gãy, khóe. Miệng rỉ máu. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết vừa rồi Tuyết Hương thử hắn. Là thật, tên họ Dương nào đó lẩm bẩm, vẫy tay gọi Tuyết Hương tới. Yến Xích Hà cũng đứng dậy đi tới, chủ nhân ra tay ác quá, ta bị gãy 3 khúc xương. Chỉ 1/10 công lực mà thôi, tên họ Dương nào đó cười nhẹ. Nhưng lại khiến nét mặt Yến Xích Hà cứng đờ. Chỉ 1/10 công lực mà đã như thế, nếu như. Hắn ta không dám nghĩ tiếp. Chủ nhân đúng là yêu nghiệt. Phong bế 6 giác quan mà vẫn có thể biết trước có đánh lén, quá đáng sợ. Lúc này, Tuyết Hương đi tới nói, chắc là cảm ứng tâm khiếu của ngươi không đến 100 mét. Sau này chiến đấu, trong phạm vi 100 mét chỉ cần đối thủ không phải là người có thực lực mạnh hơn ngươi quá nhiều thì ngươi có thể biết trước phương hướng tấn công, đứng ở thế bất bại. Nghe Tuyết Hương nói vậy, Dương Bách Xuyên vô thức gật đầu. Hắn biết Tuyết Hương nói rất đúng, quả thật lúc nãy hắn dùng tâm khiếu quan sát bóng tối. Đốm sáng đại diện cho Tuyết Hương đánh lén nằm ngoài phạm vi 100 mét sẽ biến mất. Hơn nữa, quả thật cảm ứng tâm khiếu sẽ mất tác dụng đối với cường giả có UV cao hơn hẳn một bậc. May mà chiến đấu cùng cấp thì quả thật hắn sẽ đứng ở thế bất bại, tất nhiên nếu đối phương cũng có cảm ứng tâm khiếu thì lại là chuyện khác. Giống như lúc đấu với Tuyết Hương, ưu thế này của hắn sẽ mất tác dụng. Nàng không chỉ có tu vi cường đại mà còn là người cũng mở tâm khiếu. Dương Bách Xuyên nhìn Tuyết Hương, không nhịn được hỏi. Cảm ứng tâm khiếu của ngươi rộng cỡ nào? 1000 mét vuông, Tuyết Hương thuận miệng đáp. Dương Bách Xuyên rầu rĩ, phạm vi rộng hơn hắn gấp 10 lần kìa, hiện tại hắn mới được 100 mét vuông. Hích, được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất sơn thôi. Dương Bách Xuyên không muốn bị đả kích nữa. Muốn xuất sơn thì Dương Bách Xuyên phải thay đổi khuôn mặt để tránh rắc rối. Sau khi xuất sơn, Dương Bách Xuyên dùng thuật bách biến biến mình thành dáng vẻ thư sinh. Nếu bạn bè của hắn ở trái đất có ở đây, thì bọn họ nhất định sẽ nhận ra tên họ Dương nào đó hóa thành Ninh Thái Thần phiên bản Trương Quốc Vinh. Tuyết Hương cũng biến thành một nữ tử xinh đẹp, 3 người đi thẳng tới khu chợ của thành Tiên Đan, chỉ cần không đánh nhau, không phát ra khí tức thì không sợ bại lộ. Đã 500 năm trôi qua, Dương Bách Xuyên đoán có lẽ giả liên hoa của Tiên Đan lâu đã lơi lỏng việc truy bắt hắn. Tên họ Dương nào đó biến 3 người họ thành nhóm 3 người trong thiến nữ u hồn như một trò đùa dai. Nhưng không ngờ sau khi vào chợ lại dẫn đến phiền phức. Đương nhiên phiền phức này là do gương mặt xinh đẹp của Tuyết Hương dẫn tới. Lúc này Tuyết Hương mang ngoại hình như tiên nữ của Nhiếp Tiểu Thiến. Đây là điều tên họ Dương nào đó không ngờ tới. Hắn chỉ hoài niệm bộ phim kinh điển, chơi trò sắm vai mà thôi. Ai ngờ sau khi vào con phố sầm uất, ngoại hình của Tuyết Hương lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Thậm chí có kẻ chọc ghẹo xuất hiện. Tuyết Hương bất đắc dĩ phải phát ra khí thế uy áp của Đại La mới được yên. Nhưng bọn họ không ngờ Tuyết Hương làm vậy chẳng khác nào khiến bọn họ bại lộ. Tiên Đan lâu ở thành Tiên Đan không dừng phát lệnh truy nã 3 người họ. Trên đường đi, 3 người Dương Bách Xuyên vẫn nhìn thấy bức tranh pháp lực vẽ 3 người họ treo ở con phố sầm uất thành Tiên Đan. May mà hiện tại cả 3 đều đã thay đổi ngoại hình và khí tức, không lo bị phát hiện. Tuy nhiên, Tuyết Hương phát ra khí tức uy áp của Đại La vẫn khiến người ta để mắt. Dù sao cho dù là thành Tiên Đan, cao thủ Đại La cũng ít. Đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ cấp bậc Đại La,
một số thế lực của thành Tiên Đan sẽ tiến hành điều tra. Ví dụ như Tiên Đan Lâu, Ma Đan Điện, Hỏa Vân Các. Ba thế lực này khống chế thành Tiên Đan, tất nhiên phải chú ý tới cao thủ xuất hiện ở thành Tiên Đan. Thứ nhất là sợ đối phương gây rối, thứ hai là có thể lôi kéo thì sẽ lôi kéo đối phương phục vụ cho thế lực của mình. Đây là quy củ đã hình thành nhiều năm. Nhưng ba người Dương Bách Xuyên không biết mình đã bị theo dõi. Lúc này, Yến Xích Hà dẫn đường đi tới một khu chợ tiên dược quy mô lớn của thành Tiên Đan. Dương Bách Xuyên cần tìm hiểu, sau đó mua tiên dược luyện chế đan kim nguyên đại la, không biết nơi này có gom đủ hay không. Đan kim nguyên đại la gồm 9 loại tiên dược, hơn nữa phẩm chất của tiên dược không phải đan kim nguyên chân đạo có thể so sánh. Tiên dược chính rất quý hiếm, không dễ mua, phải xem tình hình rồi tính tiếp. Yến Xích Hà từng đến đây nên cũng xe ngựa đường quen. Lần trước hắn ta đã hỏi thăm, chợ tiên dược ở đây khá đầy đủ, có thể kiếm được rất nhiều tiên dược, đương nhiên trước tiên phải có tiên thạch mới được. Tuy nói là chợ nhưng thật ra là một tòa nhà 3 tầng rất rộng. Tên là chợ Vạn Dược, nổi tiếng là có hàng vạn loại tiên dược. Tất nhiên tiên dược có rất nhiều chủng loại, đâu chỉ vạn loại. Gọi là chợ Vạn Dược không hẳn là có một vạn loại tiên dược, chỉ là một mánh lưới mà thôi. Nhưng sau khi vào chợ Vạn Dược, Dương Bách Xuyên thấy tầng 1 có diện tích hơn 1.000 mét vuông, từng hàng giá đựng tiên dược xếp thành dãy, người qua kẻ lại, quả thật có thể nói là chợ tiên dược không tồi. Ôi chao, đây chẳng phải là Yến Thượng Tiên ư, lâu rồi ngài không tới, chẳng hay hôm nay Yến Thượng Tiên cần tiên dược gì, để ta chuẩn bị cho Thượng Tiên. Bọn họ vừa bước vào, một nữ nhân trung niên tới tiếp đón, chào hỏi Yến Xích Hà. Tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác tú bà thanh lâu chào khách. Về phần Yến Xích Hà, lần trước hắn ta tới đây, vị tú bà này chính là một trong các quản sự của chợ. Vạn Dược đã tiếp đón hắn ta, một lần bỏ ra hơn vạn tiên thạch mua tiên dược xem như là khách hàng lớn, tất nhiên bà ta có ấn tượng với Yến Xích Hà. Trong mắt tú bà, à không, trong mắt nữ quản sự, Yến Xích Hà chính là đại gia lắm tiền, tất nhiên bà ta sẽ hết sức nhiệt tình. Yến Xích Hà đã được Dương Bách Xuyên dặn dò, lập tức lấy ra danh sách tiên dược đưa cho quản sự. Hắn nói, xem trước coi có những tiên dược này không, nếu có thì chuẩn bị cho bản tiên, không thiếu tiên thạch cho ngươi đâu. Ha ha, Yến Thượng Tiên yên tâm, trong cả thành Tiên Đan, tiên dược của chợ Vạn Dược chúng ta là đầy đủ nhất, đảm bảo sẽ chuẩn bị đủ cho ngài. Quản sự cười tươi như hoa. Gặp được vị khách giàu có một lần mua hơn vạn tiên thạch, bà ta vô cùng vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, quản sự nhận lấy danh sách tiên dược trong tay Yến Xích Hà rồi đọc lướt qua, tức thì nhíu mày. Dương Bách Xuyên vẫn im lặng nấy giờ, giao hết cho Yến Xích Hà xử lý. Khi thấy ánh mắt của quản sự, hắn nháy mắt với Yến Xích Hà. Yến Xích Hà cất giọng oang oang nói, sao nào, có vấn đề à? Thích, Yến Thượng Tiên, trong danh sách của ngài có tổng cộng 9 loại tiên dược, những loại khác đều có, duy nhất quỷ mẫu hoa lệ. Không có. Quản sự cũng hơi ngại, vừa rồi bà ta còn hùng hồn nói trong thành Tiên Đan, tiên dược của chợ Vạn Dược là đầy đủ nhất, vậy mà bây giờ lại thiếu một loại. Dương Bách Xuyên nhíu mày, trong 9 loại tiên dược chỉ có quỷ mẫu hoa lệ là dược liệu chính không thể thay thế, không thể thiếu, vậy mà lại không có. Yến Xích Hà thấy Dương Bách Xuyên nhíu mày, lập tức hừ lạnh, các ngươi không có đủ thì đừng có khoác lác, không có thì chúng ta đến nhà tiếp theo. Đừng đừng đừng, Yến Thượng Tiên, ta có thể hỏi thăm giúp ngài, chỉ là một loại tiên dược thôi mà, chợ Vạn Dược chúng ta có tên chợ Vạn Dược, cho dù của hàng không có thì cũng có thể biết nơi nào có manh mối. Quỷ mẫu hoa lệ là hoa của yêu thụ quỷ mẫu nổi tiếng tiên giới hấp thu nhật nguyệt thần lộ ngưng kết thành chí bảo, một giọt cần vạn năm để ngưng kết. Hơn nữa yêu thụ quỷ mẫu không phải loài yêu hung ác bình thường, muốn lấy được thần lộ của thần thụ quỷ mẫu nở hoa đâu phải dễ. Ta dám đảm bảo ở thành Tiên Đan này, nếu chợ Vạn Dược chúng ta không có thì nơi khác càng không có. Nếu các ngài thật sự muốn giao dịch thì chờ ta điều tra tư liệu rồi cung cấp manh mối cho các ngài có được không? Tất nhiên cũng phải tính phí. Không biết Yến Thượng Tiên có đồng ý không? Lúc này nữ quản sự lộ vẻ gian thương. Tất nhiên Yến Xích Hà không thể tự ý quyết định, bèn nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết quản sự không nói sai, bà ta nói giống hệt miêu tả yêu thụ quỷ mẫu được giới thiệu trong sách Đan Kỳ Quân, hắn biết quỷ mẫu hoa lệ quả thật không dễ lấy. Đương nhiên có thể cung cấp thông tin cũng tốt lắm rồi. Hắn thẳng thừng nói, chỉ cần tin tức chính xác, giá cả dễ bàn. Ta chờ tin tức của quản sự. Ha ha, tiểu ca yên tâm, tin tức của ta tuyệt đối đáng tin cậy, ta sẽ không đập vỡ bảng hiệu của chợ Vạn Dược chúng ta. Mấy vị chờ nhé. Nói xong quản sự lắc mông đi thẳng lên tầng 3. Một căn phòng trên tầng 3 của chợ Vạn Dược,
nữ quản sự đứng cung kính trước mặt một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói, có chắc chắn họ cần quỷ mẫu hoa lệ không? Hồi bẩm Đông Nhan đại nhân, thuộc hạ đã xem danh sách các loại tiên dược họ cần, bao gồm các loại tiên dược khác, tổng cộng có 9 loại, một loại tiên dược đều rất bình thường, có lẽ là muốn dùng để luyện ra tiên đan gì đó, có thể chắc chắn là họ cần. Người quản sự trả lời. Ừ, nếu vậy chúng ta có thể hợp tác một phen. Quỷ mẫu hoa lệ này không phải là một loại tiên dược thông thường. Ngay cả những luyện đan sư bình thường cũng có thể không biết rằng bổn tọa đã phải mất cả trăm năm mới tìm được một cây yêu thụ quỷ mẫu trong thành tiên đan. Đáng tiếc muốn lấy được quỷ mẫu hoa lệ thì phải có bí pháp, bổn tọa đã thử qua đủ loại phương pháp, tổn thất rất nhiều đệ tử của ma đan điện chúng ta, nhưng lại không thể làm gì được. Đừng nói là có được quỷ mẫu hoa lệ, cho dù là đến gần yêu thụ quỷ mẫu thôi cũng khó. Nếu đúng như ngươi nói, mấy tiểu tử đó hẳn đang cố gắng luyện chế tiên đan, trong ba người họ phải có một luyện đan sư, hoặc nhất định phải có một luyện đan sư đằng sau họ. Dù thế nào đi nữa, có rất ít người biết về quỷ mẫu hoa lệ. Nhưng nếu ba người này thực sự là luyện đan sư thì chắc chắn họ phải biết về cách lấy quỷ mẫu hoa lệ. Như vậy ngươi mời họ lên đây, bổn tọa sẽ nói chuyện với họ, có lẽ lần này là cơ hội cho bổn tọa, hy vọng họ có thể mang đến cho bổn tọa một điều bất ngờ. Chàng trai trẻ được nữ quản sự gọi là Đông Nhan, nghĩ nghĩ rồi ra lệnh cho quản sự. Nữ quản sự nghe vậy sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó gật đầu, vâng, thuộc hạ sẽ mời bọn họ lên ngay. Những người khác không biết chàng trai trẻ trước mặt nàng ta là ai, nhưng nàng ta biết rằng vị đại nhân này là một trong ba điện lão của ma đan điện, một cao thủ đại la đại viên mãn, được xưng là luyện đan đại sư của ma thủ đan sư. Từ hơn trăm năm trước, vị đại nhân này đã yêu cầu nàng ta chú ý và báo cáo nếu có ai cần quỷ mẫu hoa lệ. Yến Xích Hà hôm nay là người đầu tiên đến tìm quỷ mẫu hoa lệ trong hơn 100 năm qua, nên nàng ta đương nhiên phải thông báo cho Đông Nhan đại sư. Ba người Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà đang đợi quản sự ở sảnh tầng 1, Dương Bách Xuyên cũng đang kiểm tra chi tiết trong đầu về loại tiên dược quỷ mẫu hoa lệ này. Trước đây hắn chỉ có hiểu biết đại khái, hắn chỉ biết đây là dược liệu chính để luyện chế đan kim nguyên đại la, lại nằm trong danh sách tiên dược mà thôi, vốn hắn tưởng rằng có thể mua được, nhưng bây giờ xem ra ở nơi lớn như chợ vạn dược cũng không có, biết quỷ mẫu hoa lệ không dễ dàng có được như vậy. Vào lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy bối rối sau khi kiểm tra cẩn thận ghi chép về quỷ mẫu hoa lệ trong sách kỳ quân đan. E là không dễ có được chủ yếu sau khi đọc sách kỳ quân đan, Dương Bách Xuyên mới biết, quỷ mẫu hoa lệ hay yêu thụ quỷ mẫu phát triển môi trường cực kỳ khắc nghiệt, mấu chốt chính là yêu thụ. Yêu thụ quỷ mẫu, sở dĩ có tên như vậy là vì loại yêu thụ này đã phát triển trí tuệ và tu luyện thành yêu, nó có thể chạy và di chuyển, không ở yên một chỗ quá lâu, di chuyển âm thầm và nhanh chóng. Thân mẹ có thể phân thành 9 cây con để đối phó với kẻ thù và nguy hiểm nên mới gọi là yêu thụ quỷ mẫu. Là một loại yêu thụ rất khó nắm bắt, thứ mà Dương Bách Xuyên muốn chính là sau khi yêu thụ quỷ mẫu nở hoa, tinh hoa nhật nguyệt sẽ tích tụ trên nhụy hoa, giống như những giọt lệ, đây được xem như là tinh hoa dinh dưỡng của yêu thụ quỷ mẫu. Căn bản là không dễ dàng có được, điều quan trọng nhất là phải tìm được yêu thụ quỷ mẫu, muốn lấy được hoa lệ trên cây thì phải có cách riêng mới thu thập được, nếu không, một khi hoa đã tách ra khỏi cây, yêu thụ sẽ héo ngay lập tức, hoa lệ hay chính là tỉnh chất bên trong nhụy hoa cũng sẽ bốc hơi. Thật sự không dễ để lấy được quỷ mẫu hoa lệ. May mắn thay, Dương Bách Xuyên đã tìm ra cách thu thập quỷ mẫu hoa lệ từ sách Đan Kỳ Quân, câu hỏi bây giờ là liệu chợ vạn dược có thể cung cấp cho. Hắn thông tin về nơi có yêu thụ quỷ mẫu hay không? Dương Bách Xuyên không khỏi cảm thấy có chút bất an về điều này. Hy vọng chợ vạn dược có thể cho hắn tin tốt. Bằng không hắn thật sự không biết tìm yêu thụ quỷ mẫu ở đâu, chỉ có tìm được yêu thụ quỷ mẫu trước mới có thể có được quỷ mẫu hoa lệ. Trong khi hắn đang trầm tư, nữ quản sự lúc trước mỉm cười đi xuống lầu nói, để ba người các ngươi chờ đã lâu. Về việc quỷ mẫu hoa lệ mà các ngươi muốn tìm, một vị đại nhân ở chợ vạn dược của chúng ta biết tin tức, nhưng mà vị đại nhân ấy nói muốn gặp các ngươi, ba vị đi theo ta nhé. Nữ quản sự vừa nói vừa làm động tác mời lên lầu. Cái quỷ gì vậy? Có tin tức gì thì cứ nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ trả cho các ngươi tiên thạch để mua tin, sao lại phải rắc rối thế này? Yến Xích Hà bắt đầu phàn nàn. Yến Thượng Tiên, quỷ mẫu hoa lệ không phải là vật bình thường, nếu các ngươi đã muốn mua vậy nhất định phải biết chút ít về nó. Mà đại nhân nhà ta không có ác ý gì, dù sao đối với các ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, có đi hay không các ngươi quyết định đi. Nữ quản sự cười nói. Nhưng khi nói chuyện, ánh mắt của nàng ta lại dán chặt vào Dương Bách Xuyên. Thân là quản sự của chợ vạn dược, thân là quản sự, tuy nàng ta chỉ là kim tiên sơ phẩm,
nhưng lại có tầm nhìn phi thường, sớm nhìn ra Dương Bách Xuyên là người đứng đầu trong số ba người. Lúc này nàng ta nhìn về phía Dương Bách Xuyên, ý tứ để Dương Bách Xuyên đưa ra quyết định. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn thật sự không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, bởi vì hắn biết quỷ mẫu yêu thụ. Hắn nói thẳng, đi thôi, dẫn chúng ta đi gặp đại nhân của ngươi. Mời quản sự mỉm cười dẫn đường. Yến Xích Hà đi tới thấp giọng nói, chủ nhân, liệu có bãi không? Đừng lo, chợ lớn như vậy, sẽ không sao đâu. Nếu họ thực sự đang cố lừa dối chúng ta, thì chợ Vạn Dược sẽ không xứng đáng với tên gọi của nó, có lẽ nó đã biến mất khỏi thành Tiên Đan từ lâu. Dương Bách Xuyên khá tự tin về điều này, chợ Vạn Dược sẽ không phá hủy tên tuổi của chính mình. Sau khi lên tầng 3, đi vào một đại sảnh, nữ quản sự nhìn Dương Bách Xuyên, cười nói, thật xin lỗi, ba người các ngươi, đại nhân nhà ta chỉ muốn gặp người đứng đầu, hai vị còn lại mời ở lại uống trà. Ý gì vậy? Yến Xích Hà hét lên. Dương Bách Xuyên phất tay ra hiệu Yến Xích Hà đừng ồn, ngươi và Tuyết Hương đợi ta sẽ đi xem sao. Nếu quản sự đã nhìn ra hắn mới là người đứng sau Yến Xích Hạ đưa ra quyết định, vậy hắn không cần trốn tránh bất cứ điều gì nữa, trực tiếp nhận ra hiệu quản sự dẫn đường, hắn không có thủ oán gì với chợ Vạn Dược, cũng sẽ không gây ra tổn hại gì cho hắn. Chỉ đi gặp một người thôi, cũng không có gì to tát. Hơn nữa quản sự còn nhắc đến yêu thụ quỷ mẫu, hắn không thể từ chối được. Nếu muốn sống sót trong tiên giới nguy hiểm tứ phía, muốn tìm được sư phụ, muốn tránh bị truy lùng thì cần phải không ngừng nâng cao tu vi của mình. Kim Tiên Đại Viên Mãn hiện tại, đừng nói là sống sót trong tiên giới, đến cả thành Tiên Đan này thôi cũng không đủ. Vì vậy, hắn nhất định phải thu thập tiên dược để luyện chế Tiên Đan Kim Nguyên Đại La và Kim Nguyên Hỗn Nguyên, theo lý mà nói, sau khi luyện thành và dùng hai loại tiên đan này, hắn mới có thể bước vào hỗn nguyên cảnh. Đương nhiên, dựa theo tu vi thể chất của hắn, Dương Bách Xuyên khó có thể đạt tới hỗn nguyên, nhưng đối với hắn mà nói, trực tiếp có thể đạt tới Đại La cảnh là được rồi. Vì vậy, cần phải luyện tiên đan kỳ quân. Sau khi giải thích cho Tuyết Hương và Yến Xích Hà, Dương Bách Xuyên theo. Quản sự vào một căn phòng phía sau đại sảnh. Khi nữ quản sự tới cửa, nàng ta dường như đã thay đổi, cung kính gõ cửa và nói, Đông Nhan đại nhân, người đến rồi. Cạch, cánh cửa tự động mở ra, bên trong vang lên một giọng nói lớn, đạo hữu, mời vào. Giọng nói này lọt vào tai Dương Bách Xuyên nghe rất trẻ. Nhưng hắn biết bất kỳ vị tiên nào trong tiên giới đều có thể là một lão quái vật đã tu luyện hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm. Đặc biệt đối với người có tu vi cao thì việc phán đoán lại càng khó khăn hơn. Nhưng nếu đã là người đứng đầu của chợ Vạn Dược thì xét cho cùng hắn ta không phải là người đơn giản. Quản sự ra hiệu cho Dương Bách Xuyên bước vào. Dương Bách Xuyên không sợ bất cứ điều gì, giơ chân bước vào. Quản sự phía sau không bước vào mà đóng cửa lại. Khi Dương Bách Xuyên bước vào, hắn nhìn thấy một căn phòng bài trí đơn giản, một thanh niên với mái tóc dài đang ngồi thiền định trên giường trước mặt hắn. Giây tiếp theo hắn ta mở mắt ra. Đạo hữu, mời ngồi. Hắn ta vung tay lên, bàn ghế di chuyển đến trước mặt Dương Bách Xuyên, ấm trà bay khỏi bàn, một tách trà nóng hổi tự động rót ra. Dương Bách Xuyên nhìn người này, hắn ta có khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ hơi mũm mĩm, nhìn thì hiền lành, nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu thẳm. Dương Bách Xuyên hiện tại đang ở Kim Tiên Đại Viên Mãn. Có thể nhìn ra thanh niên áo trắng trước mặt là một cao thủ Đại La Đại Viên Mãn. Hắn cũng không thất lễ, chắp tay nói, ta là Dương Bách Xuyên, dám hỏi đạo hữu là. Bổn tọa là Đông Nhan, một trong các vị điện lão của Ma Đan Điện, cũng là người đứng đầu chợ Vạn Dược, Dương đạo hữu đừng khách khí, mời ngồi xuống nói chuyện. Đông Nhan mỉm cười nói, nhưng cũng rất có lễ nghi. Cho Dương Bách Xuyên một ấn tượng đầu tiên khá tốt. Hai người khách sáo chào hỏi nhau một phen, coi như là đã quen biết. Tuy nhiên, trong lòng Dương Bách Xuyên lại chấn động, sao hắn có thể không nghe nói tới cái tên Ma Đan Điện này. Ba thế lực lớn trong thành Tiên Đan, hay nói cách khác, thành Tiên Đan do ba thế lực lớn kiểm soát, và ba bên chống lại nhau. Ba thế lực lớn là Tiên Đan Lâu, Ma Đan Điện và Hỏa Vân Các, hẳn xem như đã tiếp xúc với hai thế lực. Không biết tình hình hiện tại là tốt hay xấu, nhưng hiện tại có vẻ là tốt. Trong ba đại thế lực ở thành Tiên Đan, ngoại trừ Hỏa Vân Các tạm thời chưa tiếp xúc. Hai thế lực lớn còn lại xem như đều đã tiếp xúc. Chỉ là Tiên Đan Lâu đã được định sẵn sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp. Ma Đan Điện hiện tại có thể là cơ hội cho Dương Bách Xuyên. Bởi vì hắn đã sớm nghe nói, ba thế lực lớn trong thành Tiên Đan chia ba phần thiên hạ, không ít lần đấu tranh gay gắt. Ngoài việc không được tiến hành một cách công khai, còn có rất nhiều cuộc đấu tranh riêng tư, không ai phục ai. Vì vậy, khi Dương Bách Xuyên nghe được người này tự xưng là một trong các điện lão của Ma Đan Điện,
liền cố ý nói ra tên của mình để kiểm tra. Theo lý thuyết, cổ liên hoa của Tiên Đan Lâu đã truy nã bọn họ toàn thành, người của Ma Đan Điện bọn họ đương nhiên cũng sẽ biết chuyện này. Vốn Dương Bách Xuyên không có ý định nói ra, nhưng hiện tại hắn biết đối phương chính là điện lão của Ma Đan Điện, nói ra tên của hắn chính là biểu hiện thành ý, hắn biết nếu muốn lấy được tin tức về quỷ mẫu hoa lệ của người này, hắn nhất định phải thể hiện ra một chút chân thành, lão gia hỏa có thể tu luyện đến trình độ này cũng không phải là người đơn giản. Cách tốt nhất để giao tiếp với những người này là trực tiếp. Sau một khắc, Đồng Nhan sửng sốt, nhớ lại cái tên Dương Bách Xuyên báo. Cáo, ánh mắt lóe lên trong chốc lát, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên nói, tên của đạo hữu nổi tiếng khắp thành Tiên Đan, 500 năm trước, cổ liên hoa cháu gái của cổ Diệp Lâu chủ Tiên Đan Lâu đã truy nã 3 người trong toàn thành, trong đó có một cái tên trùng tên với đạo hữu, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Dương Bách Xuyên biết lão gia hỏa này đang khảo nghiệm hắn, nhưng hắn không có gì phải sợ, hắn đã dám lên tiếng, cũng không sợ hắn ta truyền ra. Nếu là 500 năm trước, hắn sẽ e ngại cao thủ Đại La, nhưng bây giờ. Ha ha, hắn đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn. Nhìn Đông Nhan, hắn cười nói, ta chính là người cổ liên hoa đang tìm. Không có gì che đậy, Dương Bách Xuyên thừa nhận ngay. Hắn tin tưởng, nếu đối phương tấn công, cho dù không đánh bại được hắn ta, hắn muốn rời khỏi thì chợ vạn dược cũng không giữ được hắn, hơn nữa, bên ngoài vẫn còn có Tuyết Hương. Không có gì phải sợ cả. Nghe được lời thừa nhận không chút do dự của Dương Bách Xuyên, đôi mắt của Đông Nhan đột nhiên co rúm lại, nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc này, Đông Nhan thực sự có cảm giác muốn hạ gục Dương Bách Xuyên, hắn ta tự nhiên biết rằng cổ liên hoa muốn truy nã Dương Bách Xuyên trong toàn thành phố bởi vì nghe nói rằng Dương Bách Xuyên có một khối minh văn đạo phù. Đây chính là đạo phù chí bảo, hắn ta cũng bị cám dỗ, ngay cả những người của Ma Đan Điện cũng chú ý đến Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, Đông Nhan thực ra quan tâm đến quỷ mẫu hoa lệ hơn là những đạo phù, với tư cách là một luyện đan sư trong Ma Đan Điện, quan trọng nhất vẫn là luyện đan, bởi vì luyện đan là căn bản đối với luyện đan sư. Vì vậy, Đông Nhan tạm thời đè nén tà niệm trong lòng thoải mái suy nghĩ, đợi đến khi hắn ta từ Dương Bách Xuyên tìm ra cách lấy được quỷ mẫu hoa lệ, sau đó mới ra tay cũng không muộn. Sức hấp dẫn của Minh Văn Đạo Phù cũng rất lớn đối với Đông Nhan. Sau đó Đông Nhan nhìn về phía Dương Bách Xuyên, cười lớn, Dương Đạo Hữu thật sự là một người tính tình thẳng thắn, tốt lắm, Đông Nhan ta rất thích những người như Dương Đạo Hữu. Các ngươi có thể yên tâm, Ma Đan Điện của chúng ta là kẻ thù của Tiên Đan Lâu, sẽ không bao giờ lan truyền tin tức về sự xuất hiện của Dương Đạo Hữu. Hôm nay, Đông Nhan ta chưa hề gặp mặt Dương Bách Xuyên, chỉ tiếp một vị khách quý đến chợ vạn dược của ta. Đông Nhan nói nghe rất hay, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn ta cũng vô cùng chân thành. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại đang cười lạnh, bởi vì vừa tim hắn ta đập rất mạnh, đó là bởi vì đối phương có ác ý, trong lòng cảm nhận được. Nếu không phải có sự tồn tại của cảm ứng tâm trí, Dương Bách Xuyên có thể sẽ thực sự tin vào lời nói dối của Đông Nhan. Bất quá, hắn hiện tại sẽ không vạch trần, hắn có thể nhìn ra, Đông Nhan có chuyện muốn nói, hoặc là còn có ý đồ khác. Vậy thì sao không phối hợp một chút, hắn cũng muốn biết tin tức về yêu thụ quỷ mẫu từ miệng Đông Nhan. Nói trắng ra thì lúc này cả hai đều đang lợi dụng lẫn nhau. Về phần rốt cuộc ai thật sự có thể lợi dụng ai, phải xem ai có năng lực hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.